Chào các bạn đang nghe bộ truyện Linh Dị Cửu Long Chéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube Thích Nghe Truyện 247. Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Một khi có chuyện xảy ra với tôi thật không thể tưởng tượng cô ấy làm thế nào để đối phó với nguy cơ của ma đạo. Trên thế giới này có quá nhiều người chìm trong tuyệt vọng, thế nhưng trong lòng tôi, bất kỳ kẻ nào cũng không thể đánh đồng với hộ pháp tham lang vì phẫn nộ mà nhấn chìm đảo Kim Ngao năm xưa. Cuộc chiến tại Quy Khư giúp tôi hiểu ra một điều, phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng lớn như thế nào mới có thể khiến tham lang nhẫn tâm nhấn chìm cả đảo Kim Ngao. Trước cái ôm của tôi, ban đầu Tuyết Dương còn khẽ giãy giụa. Sau đó cô ấy đáp lại tôi vô cùng kịch liệt. Chúng tôi điên cuồng hôn nhau, mãi cho tới khi trong miệng nếm được vị máu. Môi đã rời đi một lúc lâu, Tuyết Dương mới tách khỏi vòng ôm của tôi, ngồi thật nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào tôi. Đối diện với ánh mắt cô ấy, trong lòng tôi có chút chột dạ. Cậu muốn rời khỏi Quy Khư, kỳ thực không chỉ bởi vì nếu tiếp tục ở lại sẽ mang tới tai họa cho nơi này có đúng không? Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói. Tôi im lặng không đáp. Cậu phải rời đi là bởi vì có kẻ đã thiết kế một cái bẫy chết chóc chỉ nhằm vào cậu, giống như cái bẫy đặc biệt được thiết kế dành riêng cho ma đạo tổ sư 3.000 năm trước. Khương Tuyết Dương thông minh cỡ nào chứ, rất nhanh cô ấy liền đoán được điểm mấu chốt của vấn đề. Tôi sẽ không cam lòng đi chết đâu. Tôi đáp, tôi tin tưởng cậu sẽ không như vậy, nói cho tôi biết đi, địa điểm ở đâu vậy? Khương Tuyết Dương hỏi, tôi chỉ tay lên trên, nói, bên dưới tinh hà, trong vũ trụ hư không, tôi nhận được lời mời từ Sứ Giả Chiến Tranh của Thiên Đạo. Kiên nhẫn của bọn họ giờ đây đã sắp hết rồi. Cậu không thể không đi sao? Tôi không thể không đi, xưa kia người mời ma đạo tổ sư là Cửu U Nữ Đế, ông ấy không hề cự tuyệt. Không từ chối không phải bởi vì ông ấy bị mê hoặc trước tình cảm của Cửu U Nữ Đế, mà bởi vì biết rằng một khi ông ta từ chối sẽ mang lại cho ma đạo nguy cơ to lớn dường nào. Ngày hôm nay tôi phải đối mặt với cái bẫy chết người như thế này, cũng như ông ấy, tôi không thể từ chối. Cô cũng biết đó, tôi không thể nào từ chối. Tin tưởng tôi nhất định có thể quay lại. Nếu cậu không muốn biến tôi trở thành một tham lang thứ hai, vậy thì hãy nhớ nhất định phải quay lại. Chương 1075, khiêu chiến bắt đầu 1. Lúc tôi rời đi, trên bầu trời Quy Khư lấp lánh đầy sao. Trong đêm thanh vắng, nếu dùng trái tim cảm nhận còn có thể nghe thấy tiếng khóc mơ hồ trong gió, mảnh đất đã trải qua bao đau thương tàn phá, không biết khi nào nỗi đau mới có thể nguôi ngoai. Tôi ngự kiếm bay thẳng lên trời, không hề ngoảnh lại. Vũ trụ hư không rộng lớn bao la, tôi cũng không biết mình đã bay được bao lâu. Mãi cho đến khi nhìn thấy tinh hà trên đầu, ngước thấy đội quân Thâm Uyên đông như kiến cỏ bên dưới tôi mới biết mình đã tới địa điểm xuất hiện trong mộng cảnh. Ngày đó tôi nhìn thấy một vị kiêm giả thần nhân ở đây, hôm nay mới biết được thân phận của ông ta sứ giả của thiên đạo. Nữ Oa mặc dù tự xưng bản thân là kẻ phụng thiên thừa vận, kỳ thực bản thân vẫn thuộc về tam giới, không được coi là dòng chính của thiên đạo. Sứ giả chiến tranh không giống vậy, ông ta trực tiếp nhận mệnh lệnh từ thiên đạo. Cổng thiên khiển lạnh lẽo nặng nề, đi qua nơi này có thể dẫn thẳng tới Quy Khư người người thèm muốn, là thông đạo mà đại quân Thâm Uyên dùng để chinh phạt Quy Khư. Tại quảng trường trước cổng thiên khiển, hư không lãnh chủ đang xếp hàng đợi lệnh. Cảm nhận được tôi đã đến, thần niệm cường đại của bọn họ đều tập trung trên người tôi. Kẻ có chiến lực thấp nhất cũng tương đương với cảnh giới trí cường đạo tổ, trong số họ không ít người đã vượt qua cả trí cường đạo tổ. Tôi có thể cảm nhận được sát ý không thèm che giấu của họ đối với tôi, đồng thời cũng cảm nhận được sự kiêng dè trong mắt họ. Ám ảnh dã ma một trận diệt sạch, chiến tranh lãnh chủ cùng đội quân chiến tranh Thâm Uyên của ông ta cũng một trận toàn diệt. Hai trận chiến này đã chính thức tuyên cáo với hư không lãnh chủ rằng ma đạo cường đại, bất khả chiến bại. Những kẻ dám xâm phạm tới Quy Khư cũng sẽ phải chôn cùng Quy Khư. Mặc dù nơi này tập trung vô số đại quân Thâm Uyên, thế nhưng tôi biết đây không được xem là thực lực thật sự của thiên đạo. Từ trước tới nay, ngoại trừ vị sứ giả chiến tranh có sức chiến đấu sâu không lường được, chiến tướng dòng chính dưới tay thiên đạo chưa từng hiện thân trong tam giới. Truyền thuyết nói, tứ linh tạo ra thế giới gồm có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, họ đều vì thiên đạo mà chiến đấu. Bất kỳ kẻ nào trong số này đều có chiến lực sánh với Thái Cổ Thần Vương, Thái Cổ Ma Đế. Ngoài ra, trải qua cả nghìn vạn năm, thiên đạo còn lung lạc được vô số cổ nhân từ thời Thái Cổ. Vào thời kỳ sơ khai của vũ trụ không chỉ có Thái Cổ tam giới tồn tại, sâu thẳm trong vũ trụ hư không còn có một nhóm sinh vật mạnh mẽ mang hình dạng con người sinh sống nơi đây, bọn họ được gọi là Thái Cổ Tiên Dân. Đạo tàng không hề nhắc đến chiến lực của Thái Cổ Tiên Nhân, trong tam giới cũng không ai biết. Điều duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của họ là một truyền thuyết từ thời thượng cổ. Trong truyền thuyết về thần minh thượng cổ, Hồng Vũ Lão Tổ và Minh Hà Lão Tổ đều có xuất thân là Thái Cổ Tiên Dân. Mà hai vị này đều có sức chiến đấu có thể sánh với Phục Hy. Đương nhiên không phải bất kỳ Thái Cổ Tiên Dân nào cũng cường đại như vậy, sự tồn tại của Hồng Vũ và Minh Hà đều vô cùng đặc biệt. Thế nhưng có một điều chắc chắn không thể nghi ngờ, đại quân do Thái Cổ Tiên Dân liên hợp chắc chắn không phải là thứ mà đại quân Thâm Uyên của hư không lãnh chủ có thể so sánh cùng. Sứ giả chiến tranh một thân kim giáp cao lớn thần thánh, tỏa ra khí thế uy nghiêm vô tận. Đứng trên bậc thềm trước cổng thiên kiển, cao cao tại thượng ngó nhìn tôi. Ông ta nhìn tôi cũng đang nhìn ông ta. Cho dù tôi không thể thăm dò được chiến lược của vị này, thế nhưng trong lòng tôi vẫn chẳng chút sợ sệt. Sau khi thành công đúc được chiến hồn, giờ đây tôi đã đủ tự tin để đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, sẽ không còn kẻ nào có thể dùng thần niệm để gây áp lực lên tôi nữa, mà tôi cũng sẽ không còn bị sát khí quân uy hăm dọa. Tôi bước về phía sứ giả chiến tranh, đại quân hư không Thâm Uyên đang chắn trước mặt tôi lần lượt nhường lối, ngay cả kẻ mạnh như hư không lãnh chủ cũng không dám ngăn bước chân tôi. Tên của người, bóng của cây. Có lẽ trước đây bọn họ chưa từng nghe thấy cái danh ma đạo tổ sư, thế nhưng chiến tích một trận diệt sạch 5 triệu đại quân chiến tranh Thâm Uyên của tôi đã đủ để bọn họ khắc sâu cái tên này trong thần hồn của mình. Chiến tranh lãnh chủ trong hư không lãnh chủ tuyệt đối là một sự tồn tại không thể với tới. Thân là tà ác song tử của Thái Cổ Chiến Thần, lại có tiên thiên ngũ hành trận kết hợp với chiến tranh lãnh địa, dường như không kẻ nào có thể phá vỡ. Chỉ cần phân thần không chết, bản thân ông ta tuyệt đối sẽ không chết. Trước khi bước vào cổng thiên khiển, không một ai có thể nghĩ rằng chiến tranh lãnh chủ sẽ thất bại, càng không một ai có thể tưởng tượng ông ta sẽ một đi không trở lại. Chương 1076, khiêu chiến bắt đầu 2. Kẻ giết chết ông ta chính là tôi, dùng một kiếm chảm 8.000 dặm, thân tử đạo tan thần hồn câu diệt. Hiện giờ tôi đã đứng tại trung tâm quảng trường, trực tiếp đối mặt với sứ giả chiến tranh đang đứng trên bậc thềm trước cổng thiên khiển, vây quanh tôi là hàng nghìn hàng trăm hư không lãnh chủ cùng đại quân Thâm Uyên đông như kiến cỏ đứng sau bọn họ. Đây là một cái bẫy chết chóc, thế nhưng cũng không phải cái bẫy cuối cùng. Bởi vì tôi không hề nhìn thấy Nữ Oa, cũng chẳng thấy bóng dáng Châu Khất. Chỉ là trận này tôi vẫn muốn đánh, bởi vì tôi muốn phá hủy cổng thiên khiển, vì Quy Khư tiêu diệt sạch sẽ mọi nguy cơ đến từ đại quân Thâm Uyên. Mà muốn phá hủy cổng thiên khiển, chuyện đầu tiên phải làm là đương đầu với thử thách của hư không lãnh chủ. Ma đạo tổ sư, ta rất bái phục nhà ngươi, thế nhưng đó cũng chỉ là dũng khí mà thôi, bất kỳ kẻ nào muốn thách thức thiên đạo đều là tự tìm đường chết. Giọng nói sang sảng của sứ giả chiến tranh từ xa xăm vang vọng tới. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Tôi nói, xem ra người đã quyết tâm một đi không trở lại rồi. Nếu đã như vậy, hãy chuẩn bị đối mặt với thách thức thảm khốc nhất trong vận mệnh đi. Hỡi các vị hư không lãnh chủ cường đại, giết chết ma đạo tổ sư sẽ được thiên đạo ban thưởng, vĩnh sinh bất diệt. Lời này vừa cất lên đã gây ra phản ứng vô cùng kịch liệt trong đám hư không lãnh chủ. Nào có ai không mong muốn vĩnh sinh cơ chứ, tôi cũng không ngờ thiên đạo có thể đưa ra phần thưởng như thế này. Hư không lãnh chủ vốn dĩ còn có vài phần kiêng dè với tôi, bây giờ tất cả bọn họ đều dùng đôi mắt khát máu điên cuồng nhìn chằm chằm vào tôi. Giết tôi có thể đạt được vĩnh sinh, không một ai có thể từ chối cám dỗ này, ngay cả cái chết cũng không thể ngăn được bọn họ. Đây là một trận đấu không tồn tại pháp tắc, thế nhưng kẻ có thể đạt được tư cách vĩnh sinh cũng chỉ có một. Vì vậy, sau khi sứ giả chiến tranh kết thúc tuyên bố, lúc đầu không một ai chịu ra tay với tôi, kẻ nào cũng không muốn may áo cưới cho người khác mặc. Thế nhưng không để tôi phải đợi quá lâu, một vị ác ma lãnh chủ cao chừng 100 trượng, hình dáng nửa người nửa ngựa liền tiến về phía tôi. Vị lãnh chủ này tứ chi to khỏe, giống như 4 tòa núi lớn. Trên có 2 tay, tay dài chạm trượng, tay cầm một thanh trường đao dài chừng 300 trượng, bên trên có ngọn ma viêm lửa xanh rừng rực cháy. So với thân thể khổng lồ của người tay, thân hình của tôi quả thực vô cùng nhỏ bé. Lãnh địa của vị tà ác lãnh chủ này gọi là Lưỡng Cực Phản Chuyển, từ lúc ông ta phóng thích sức mạnh lãnh địa, tôi bắt đầu cảm nhận được trọng lực trong không gian đã phát sinh thay đổi. Lực hút không còn sinh sôi từ lòng đất mà đến từ bầu trời. Trọng lực thay đổi khiến tôi phát sinh ảo giác, thậm chí kiếm của tôi còn không biết nên chỉ về hướng nào. Không gian lệch lạc, trên dưới đảo lộn, trong lúc tôi dùng trái tim thất khiếu linh lung của mình điên cuồng suy luận, muốn nhanh chóng thích ứng với trạng thái thay đổi trọng lực của Lưỡng Cực Phản Chuyển. Ác ma lãnh chủ đã gầm lên một tiếng như sấm, 4 chân to khỏe đập mạnh xuống đất, thân hình sừng sững như núi lao về phía tôi. Tôi rút ra Côn Lôn Tuyết, hướng về phía ông ta chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu. Sau đó, điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc ấy là, đường kiếm này lại không tuân theo quỹ đạo mà tôi dự tính chém về phía vị ác ma lãnh chủ, ngược lại lại hóa thành hình vòng cung vượt qua thân thể của kẻ này. Tốc độ của ông ta nhanh như cắt, tôi còn không kịp thay đổi chiêu thức tới ứng chiến, ông ta đã chém một đường vô cùng hung hiểm lên đầu tôi, ẩn chứa vô số sức mạnh hủy diệt của ma viêm trường đao. Thấy vậy, tôi chỉ có thể dùng thân lĩnh quỷ kiếm độn không tạm thời náu đi. Sau khi thành công đúc được chiến hồn bất tử, tôi vốn tưởng rằng chỉ dựa vào chiến kiếm chi đạo liền có thể dễ dàng đối phó với thách thức từ hư không lãnh chủ, thật không ngờ mới trận đầu tiên đã gặp phải sức mạnh lãnh địa quỷ dị như vậy. Kỳ thực nếu tôi sử dụng thái cổ kiếm vực, vị ác ma lãnh chủ nửa người nửa ngựa này chắn chắc không thể tiếp cận tôi. Thế nhưng thái cổ kiếm vực cần có thần niệm khổng lồ vô cùng tới chống đỡ, mà trận đấu này tôi nhìn không ra kết cục, không thể không để lại chút gì phòng thân. Quỷ kiếm độn không, hư không cũng hỗn loạn. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ xuất hiện ở không vực phía trên cách ác ma lãnh chủ 5 trượng, thật không ngờ lại không thể khống chế cơ thể, cứ thế va thẳng vào bụng dưới của ông ta. Ác ma lãnh chủ phản ứng nhạy bén, tôi vừa hiện thân thì ông ta đã lầm lẫm đứng dậy, xuất ra một chiêu chiến tranh tiễn đạp, hai chi trước to lớn như núi cứ thế định giày xéo lên người tôi. Một khi bị đạp trúng, cho dù tôi có mình đồng ra sắt, chúng cước này cũng trong nháy mắt trở thành món thịt băm. Tôi chỉ còn cách lại một lần nữa dùng thân lĩnh kiếm độn không, thân ảnh trong chớp nhoáng liền biến mất. Hai lần tấn công liên tiếp thất thủ, ác ma lãnh chủ cáu tiết, ma viêm trường đao trong tay điên cuồng vung vẩy không ngừng, sức mạnh của lưỡng cực phản chuyển lãnh địa cùng mỗi lúc một hung bạo. Còn may, trái tim thất khiếu linh lung của tôi trong nháy mắt liền biến đổi, đã thích ứng với sự thay đổi lực hút do lưỡng cực phản chuyển gây ra. Tôi dùng thân lĩnh quỷ kiếm, xuất hiện trên đầu ác ma lãnh chủ, côn lôn tuyết trong tay liền bay vút lên hướng về cái đầu to như tòa núi của ông ta, một kiếm chặt đứt. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, cái đầu của ác ma lãnh chủ liền lăn lông lốc, máu tươi phun ra như thác. Thần hồn muốn chạy trốn liền bị côn lôn tuyết bạo phát xuất ra 3 chủng kiếm đạo diễn sinh thần thông, lập tức nghiền nát. Kể từ khi thái cổ tam kiếm hợp nhất, nếu như tôi xuất kiếm giết địch trong lúc cận chiến, không một thần hồn của kẻ nào có thể trốn thoát. Chương 1077, quyết đấu cốt vương 1. Lãnh địa lưỡng cực phản chuyển của ác ma lãnh chủ làm tôi phải chật vật rất nhiều, đồng thời cũng giúp các vị hư không lãnh chủ còn lại nhận ra rằng ma đạo tổ sư thế nhưng không phải là kẻ bất khả chiến bại, tinh thần chiến đấu của cả bọn liền tăng vọt. Người tiếp theo tới ứng chiến là một vị võ sĩ hình dạng đầu lâu xương cốt khoác áo giáp đen, so với hư không lãnh chủ vừa động thân pháp liền có thể di chuyển hàng trăm trượng mà nói, đồng chí toàn xương này thân hình không phải quá cao, khá giống với loài người. Thế nhưng sát khí tỏa ra từ trên người ông ta còn đáng sợ hơn gấp vạn lần so với những kẻ khổng lồ thân cao trăm trượng kia nhiều. Cốt Vương một trong số những hư không lãnh chủ mạnh nhất. Truyền thuyết nói, Cốt Vương từng là một vị thần minh thượng cấp tại Thái Cổ Thần Giới, trong trận chiến tại Bạch Cốt Thâm Uyên chẳng may hy sinh. Trận đấu kết thúc, chư thần rút lui, duy chỉ quên mất xương cốt của ông đang vùi ở nơi này. Trải qua hàng vạn hàng nghìn năm, xương cốt của Cốt Vương hấp thụ vô số oán khí của Bạch Cốt Thâm Uyên, mở ra linh thức. Xương cốt của thần, lại thêm vô số oán khí, tất cả đã tạo nên một chiến binh cô lâu mạnh nhất trong lịch sử Bạch Cốt Thâm Uyên. Tuy rằng ông ta không giống tà ác song tử của Thái Cổ Chiến Thần tiếng tăm lừng lẫy, tuy nhiên một khi Cốt Vương xuất hiện trên chiến trường, nhấc thanh kiếm hắc kim cô lâu trong tay lên, kẻ địch đều bán mạng mà chạy. Nghe nói ông ta có một thân thể bất tử, được kết giới bạch cốt hộ thể, những người bị kiếm của ông ta đâm chúng đều không thể đứng dậy. Cốt Vương cũng có lãnh địa của riêng mình, lãnh địa Bạch Cốt. Trong lãnh địa Bạch Cốt, xương trắng phủ đầy đồng, ẩn chứa ý chí thuần tịnh nhất của Bạch Cốt. Lần này lại tiếp tục là một trận chiến gian khổ, bởi vì chỉ cần trong lãnh địa của ông ta còn tồn tại ý chí của Bạch Cốt, Cốt Vương vốn được kết giới hộ thể sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ngoài sức mạnh hộ mệnh, Cốt Vương còn có thể triệu tập một đại quân hài cốt từ trong lãnh địa của mình. Đối mặt với vị Cốt Vương đáng sợ này, tôi vẫn như cũ không sử dụng Thái Cổ Kiếm Vực. Lần khiêu chiến này vốn không tồn tại quy định hạn chế nào, giờ đây mặc dù chỉ phải đối phó với từng cá nhân đơn độc, thế nhưng tôi biết, trận cuối cùng chờ đợi tôi chính là sự vây công của tất cả những kẻ có mặt ở đây. Vì thế tôi bắt buộc phải giữ lại quân bài hộ mệnh, huống hồ phá hủy cổng thiên khiển dù gì cũng chỉ được coi là màn khởi động làm nóng cơ thể, đối thủ thực sự của tôi hiện giờ còn chưa xuất hiện. Tôi giơ kiếm đối diện với Cốt Vương, ông ta đeo một chiếc mặt nạ hắc kim vô cùng lạnh lẽo, tôi không thể nhìn được vẻ mặt của ông ấy, chỉ có thể cảm nhận được sát ý khốc liệt tỏa ra từ ngọn cốt hỏa trong đôi mắt kia. Khoảnh khắc Cốt Vương tiến lên ứng chiến, lãnh địa Bạch Cốt đã được mở ra, dường như tôi đã bước vào một thế giới được tạo nên từ xương trắng. Tử ý vây quanh, Bạch Cốt đầy đồng, trong không trung bụi xương rơi đầy như tuyết. Lãnh địa Bạch Cốt là do ý chí Bạch Cốt thuần tịnh nhất huyễn hóa mà thành, thực thể và hư ảnh đan xen. Nếu tôi có thể đánh bại Cốt Vương, tất cả sẽ vỡ tan như bong bóng, nếu tôi thua, thể cốt của tôi cũng trở thành một phần của lãnh địa Bạch Cốt. Điểm mạnh nhất của Cốt Vương là ở chỗ này, thông qua việc nuốt chửng hài cốt của kẻ địch ông ta có thể không ngừng mở mang sức mạnh lãnh địa của bản thân. Từ điểm này mà nói, việc Cốt Vương là người có tiềm lực nhất trong số các hư không lãnh chủ là chuyện không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì điều này mà vị sứ giả chiến tranh đang đứng trên bậc trước cổng thiên khiển đã lộ ra dáng vẻ lo âu. Đã tổn thất một chiến tranh lãnh chủ có triển vọng trở thành chiến tướng dưới tay thiên đạo, ông ta không hy vọng lại nhìn thấy Cốt Vương hy sinh. Trận chiến với Cốt Vương đã bắt đầu bằng một đạo kiếm vô cùng bình thường. Tốc độ thanh cự kiếm các kim cô lâu của ông ta vô cùng chậm rãi, không sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, cũng không hề thả ra kiếm ý. Thật không ngờ một đạo kiếm đơn giản như thế lại khiến cho tôi cảm thấy áp lực ghê gớm, đồng thời cũng khơi dậy kiếm tâm của tôi. Đối mặt với kiếm đạo thuần túy như vậy tôi cũng không phóng thích kiếm khí, chỉ đơn giản cùng ông ta so chiêu. Kiếm đạo vốn không có đích cuối cùng, việc cải thiện kiếm đạo bằng kiếm khí sát phạt vô cùng hạn chế. Kiếm đạo chân chính đòi hỏi phải quay về cội nguồn ban đầu, lĩnh ngộ sức mạnh kiếm đạo từ trong gốc rễ của kiếm. Kiếm chiêu càng đơn giản càng ẩn chứa sức mạnh đại đạo thực sự. Cốt Vương mặc dù không hề sử dụng kiếm khí, cũng không khai mở thần thông, thế nhưng rất nhanh tôi liền biết loại kiếm đạo mà ông ta tu tập thái cổ ma kiếm. Ma kiếm cuồn cuộn, đã xuất ra liền không thể vãn hồi. Kiếm của Cốt Vương, một đạo so với một đạo lại càng nhanh, một đạo so với một đạo lại càng mang theo sức mạnh hủy diệt. Tôi cũng dùng ma kiếm để nghênh đón, dùng tốc độ để so tốc độ. Tới khi kiếm chiêu của chúng tôi đã không còn có thể khơi thông được kiếm ý ma kiếm tích lũy trong lòng, kiếm khí ầm ầm một tiếng từ trong kiếm của cả hai đồng thời bạo phát. Hai luồng kiếm khí hung mãnh vô cùng nhất tề xông lên, giống như hai dòng sông đang sục sôi, đâm thẳng vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng chấn động, toàn bộ lãnh địa Bạch Cốt đều rung chuyển. Mặt đất nứt ra, xương trắng khắp nơi, phút chốc liền hóa thành tuyết. Chương 1078, quyết đấu Cốt Vương 2. Hoa tuyết điên cuồng bay tới thâm nhập vào thanh cự kiếm hắc kim cô lâu của Cốt Vương, không ngừng gia tăng sức mạnh hủy diệt của ma kiếm. Áp lực tôi phải gánh chịu mỗi lúc một lớn, chỉ dựa vào một mình ma kiếm đã không đủ để địch lại. Chính vào lúc tôi đang định dùng kiếm khí hỗn độn bản nguyên chuẩn bị hợp nhất tam kiếm, Cốt Vương liền nhân cơ hội tung ra một đòn công kích hung hiểm về phía tôi. Hai cỗ kiếm khí ma kiếm lại một lần nữa giao tranh, lãnh địa Bạch Cốt lung lay muốn vỡ tan. Diễn sinh thần thông của ma kiếm khiến hai kẻ chúng tôi phải đồng thời lui bước, tôi lùi lại 10 trượng, ông ta lùi 1 trượng. Cốt Vương vẫn không hề hấn gì, mà tôi vì không thể địch được sức mạnh công kích mang tính hủy diệt như vậy liền trúng nội thương không nhẹ. Thấy tôi chảy máu, Cốt Vương lại tiếp tục tấn công kịch liệt. Bản thân kiếm ý ma kiếm vốn cực kỳ điên cuồng, một khi xuất ra liền không thể nào dừng lại. Tôi vội vàng sử dụng kiếm khí hỗn độn bản nguyên để đối phó, một kiếm liền khiến ông ta phải lùi lại, đồng thời xé rách kết giới bạch cốt hộ thể bên ngoài của ông ta. Tôi không phải đối thủ của Cốt Vương khi cạnh tranh bằng kiếm khí tinh thuần của ma kiếm, thế nhưng hỗn độn kiếm khí bản nguyên của tôi mạnh hơn so với kiếm khí ma kiếm của ông ta. Đáng tiếc là tôi không thể gây ra chút thương tích nào cho Cốt Vương bởi vì kết giới hộ thể của ông ta vừa vỡ tan liền tái tạo lại ngay lập tức. Chỉ cần ý chí bạch cốt trong lãnh địa còn tồn tại, Cốt Vương sẽ không thể chết. Bị đánh lui bởi kiếm khí hỗn độn bản nguyên của tôi, Cốt Vương chẳng có lấy nửa điểm sợ sệt, lại một lần nữa chủ động tấn công. Kiếm khí của Cốt Vương giống như phát điên, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng không nghỉ. Cùng với hoa tuyết đang không ngừng rót vào, kiếm khí ma kiếm của thanh hắc kim cô lâu mỗi lúc một mạnh. Cứ tiếp tục tình hình như thế này, kiếm khí ma kiếm của Cốt Vương sớm muộn cũng vượt qua kiếm khí hỗn độn bản nguyên. Trận đấu mỗi lúc càng trở nên nan giải, nhược điểm lớn nhất của tôi là chiến đấu trên lãnh địa của kẻ khác. Nếu như đối đầu với Cốt Vương là một đối thủ cường đại khác, lúc lãnh địa của hai bên va chạm với nhau cho dù không thể phá hủy hoàn toàn lãnh địa Bạch Cốt thì cũng khiến ông ta phải ngần ngại khi hành động, không dám trắng trợn hấp thu vô hạn độ ý chí Bạch Cốt hóa thành kiếm khí ma kiếm như thế. Sức mạnh kiếm khí ma kiếm của Cốt Vương mỗi lúc một mạnh, mà ý chí Bạch Cốt trong lãnh địa của ông ta cũng vì thế mà càng ngày càng suy yếu. Tôi có thể cảm nhận được sự nứt vỡ đang diễn ra tại không gian biên giới của lãnh địa, thế nhưng Cốt Vương vẫn mảy may chẳng hề có ý nương tay. Cuối cùng, ông ta gầm lên một tiếng, toàn bộ lãnh địa Bạch Cốt trong nháy mắt liền tan thành cho bụi, toàn bộ ý chí Bạch Cốt còn sót lại đều rót vào trong thanh cự kiếm hắc kim cô lâu. Trong lòng tôi cảm nhận được nguy cơ mạnh mẽ, theo bản năng liền muốn dùng kiếm độn không. Thế nhưng kiếm khí ma kiếm tràn trề, một khi xuất ra liền không thể nào vãn hồi, kiếm ý giống như giòi mọc trong xương, triệt để khóa chặt lấy cơ thể tôi. Cho dù tôi có độn không thành công cũng tất sẽ bị Cốt Vương một kiếm chém rách nơi ẩn thân trong hư không, đến lúc ấy càng thêm bị động. Đến lúc này tôi mới hiểu, mình đã rơi vào cạm bẫy chết chóc do Cốt Vương cẩn thận sắp đặt ngay từ đầu. Từ khoảnh khắc tôi dùng chiêu kiếm thuần túy nhất để tiếp một kiếm đầu tiên của ông ta liền chú định sẵn tôi sẽ từng bước trên con đường không thể trở lại. Thế nhưng lúc ấy tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, kết giới bạch cốt hộ thể chẳng khác nào tặng cho ông ta thân thể bất tử, cho dù tôi có sử dụng kiếm khí hỗn độn bản nguyên cũng không giết nổi ông ta. Cắn răng tiếp lấy một kiếm hủy diệt của Cốt Vương, tôi liền không thể kiềm nén thương thế trên cơ thể, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cốt Vương mặc dù trúng một chiêu rất nặng của tôi, thế nhưng nhờ có kết giới hộ thể mà không hề hấn chút gì. Còn chưa để tôi kịp thở một hơi, Cốt Vương lại chém một đạo vừa nhanh vừa hung mãnh. Ma kiếm diễn sinh thần thông bị đẩy lùi, tôi trúng đạo kiếm thứ nhất liền loạn thân pháp, không cách nào tránh thoát đạo kiếm thứ hai. Sau đạo kiếm này, còn có đạo thứ ba. Tôi không biết Cốt Vương còn có thể xuất ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết rằng sau khi đã cắn răng nhận đạo kiếm thứ 8, tôi đã mất đi tư cách cứng rắn đối đầu với ông ta. Nếu tiếp tục như vậy chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi không hề do dự, xoay người rời đi. Cốt Vương nóng nảy rượt theo, không gian nơi này có hạn, dù thân pháp của tôi có khéo léo linh hoạt cỡ nào cũng không thể kéo giãn khoảng cách. Đợi tới khi Cốt Vương chỉ còn cách tôi chỉ chừng 5 trượng, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất kiếm phóng ra sát chiêu, tôi bất ngờ xoay người lại, đứng tại chỗ đối mặt với ông ta. Sao lại không trốn nữa rồi? Hả Ma đạo tổ sư? Giọng nói của Cốt Vương khàn khàn trầm thấp, mang theo ý tứ vô cùng mỉa mai. Lúc này toàn bộ sinh cơ của tôi đều bị khóa chặt, chỉ cần ông ta xuất ra đạo kiếm thứ 9 thì quả là tử kiếp khó thoát. Trước nay chưa từng có Ma đạo tổ sư không chiến mà chạy. Tôi đáp. Cốt Vương điên cuồng cười to, tiếp tục lớn giọng nói, ta đánh giá cao dũng khí thẳng thắn đối diện sinh tử của nhà ngươi, thế nhưng người xác định bản thân có thể tiếp được đạo kiếm thứ 9 của ta sao? Cốt Vương, ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể chém ra đạo kiếm thứ 9 à? Chương 1079, Tứ Đại Nguyên Tố 1. Cốt Vương tức giận trước lời nói của tôi, chuẩn bị tung chiêu tất sát của mình, Đệ Cửu Kiếm. Nhưng vào lúc ông ta chuẩn bị kích hoạt chiêu kiếm, ông ta chợt phát hiện, chỗ dựa lớn nhất của hắn, hàng rào bảo vệ bằng xương trắng không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tan vỡ và hoàn toàn không thể ngưng tụ được nữa. Phát hiện này đã gây chấn động đến thần hồn của Cốt Vương, phần lớn sát đều biến thành nỗi sợ. Theo bản năng, ông ta thực sự muốn chạy trốn, nhưng bị bao vây bởi hỗn độn kiếm hải, ông ta lại có thể trốn đi đâu? Đinh đang, hắc kim khô lâu đại kiếm rơi xuống đất. Sau đó, cơ thể của Cốt Vương vỡ thành từng mảnh, biến thành bột xương bay khắp trời. 5 trượng là lĩnh vực cấm chế của thần, cũng là trung tâm hủy diệt của hỗn độn kiếm hải của tôi. Ngay từ trước đó, khi tôi đọ 8 kiếm với ông ta, tôi đã giải phóng đủ luồng hình kiếm khí hỗn độn. Ông ta không phải là người duy nhất giỏi tính toán, mà đạo tổ sư ta đây luôn nổi tiếng là người nhanh trí. Đầu tiên, trước tiên tiêu diệt ác ma lĩnh chủ nửa người nửa ngựa, sau đó là Cốt Vương cực kỳ mạnh mẽ và mưu tính cũng bị tôi giết chết. Các lĩnh chủ hư không có mặt tại hiện trường cuối cùng cũng bình tĩnh hẳn, không ai vội ra tay với tôi. Họ không vội, tôi cũng vậy. Trong trận chiến với Cốt Vương, tôi đã chịu nội thương không nhẹ, đồng thời vì sử dụng hỗn độn kiếm hải nên thần niệm cũng bị tiêu hao quá nhiều. Thật không may, các lĩnh chủ hư không cho tôi nhiều thời gian để hồi phục. Chẳng mấy chốc lại có những người thách đấu mới, lần này không phải 1 mà là 4. Rất lâu trước khi sức mạnh ngũ hành sinh sôi phát triển, hư không vũ trụ đã từng chứa đầy ắp 4 nguồn năng lượng nguyên tố mạnh mẽ, gió, lửa, đất và nước. Vũ trụ nguyên thủy cũng được tạo ra từ 4 nguyên tố này. Sau đó, trong lõi vũ trụ xảy ra biến hóa lớn, sức mạnh của 4 nguyên tố vì thế mà hợp nhất và chuyển hóa, sinh ra tiên thiên ngũ hành, rồi từ tiên thiên ngũ hành sinh ra thế giới hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, sức mạnh của 4 nguyên tố không hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên ngũ hành, một bộ phận trong số chúng đã bị ô nhiễm bởi năng lượng tà ác trong vũ trụ, biến thành 4 luồng sức mạnh nguyên tố tà ác, từ đó mới sản sinh ra 4 vương quốc thâm uyên cường đại lại tà ác. 4 vương quốc thâm uyên này, ngay cả trong thời đại thái cổ thần ma hùng mạnh nhất, cũng chưa bao giờ cử quân đến tấn công bọn họ, mà họ luôn đóng vai trò là chủ nhân của vô số vị diện tà ác của vũ trụ. 4 nguyên tố lĩnh chủ chắc chắn là sự tồn tại cấp lãnh đạo trong số tất cả các lĩnh chủ hư không. Cùng với 4 vị nguyên tố lĩnh chủ xuất chiến, tất cả các chúa tể hư không có mặt lúc đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 1 vị nguyên tố lĩnh chủ cũng đã là bất khả chiến bại đối với họ, mà bây giờ cả 4 vị nguyên tố lĩnh chủ đang chiến đấu cùng nhau, ai có thể chiến đấu với tất cả bọn họ. Tạ Lan, người tiếp theo khiêu chiến ngươi là sự tồn tại từ cổ chí kim cực kỳ mạnh mẽ, nguyên tố lĩnh chủ. Nếu ngươi có thể đánh bại bọn họ, ta sẽ dẫn ngươi đến đối mặt với đối thủ thực sự của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi thất bại, thì hành trình số mệnh của ngươi sẽ kết thúc tại đây. Thần niệm truyền âm của sứ giả chiến tranh vang vọng khắp trốn. Đây là trận chiến cuối cùng. Tôi hỏi, đúng vậy, chỉ cần ngươi đánh bại 4 vị nguyên tố lĩnh chủ, sẽ không có hư không lĩnh chủ khác công kích ngươi nữa, ta cũng sẽ đích thân phá hủy thiên khiển chi môn. Được, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của mình. Tôi đáp, vì đây là trận chiến cuối cùng nên tôi có thể sử dụng thái cổ kiếm vực. Nhưng tôi sẽ không làm việc này ngay từ đầu, trận chiến với đại quân tiên thiên ngũ hành thâm uyên của lĩnh chủ chiến tranh đã giúp ích rất nhiều cho kiếm đạo của tôi, đồng thời còn luyện ra được chiến hồn bất tử. Hiện giờ thần hồn của tôi đã đủ mạnh mẽ, nhưng thân thể đạo tổ của tôi tựa hồ quá yếu ớt so với nó. Lần này tôi muốn thông qua khiêu chiến tứ đại lĩnh vực nguyên tố mà tụ ra được chiến thể bất tử. Trận chiến với thiên đạo sắp xảy ra, với khả năng phòng ngự vật lý hiện tại của tôi, đứng trước thiên đạo thì quả là không kham nổi một đòn. 4 vị nguyên tố lĩnh chủ tham chiến, chia thành 4 hướng. Lĩnh chủ nguyên tố gió ở phía đông, phụ trách lĩnh vực bạo phong hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tố nước nằm ở phía bắc, phụ trách lĩnh vực hải khiếu hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tố đất tọa lạc ở phía tây, phụ trách lĩnh vực nham thạch hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tố lửa ở phía nam, phụ trách về lĩnh vực hỏa diệm hủy diệt. Tứ đại nguyên tố lĩnh chủ đều trực tiếp từ bồng lưu, lĩnh chủ nguyên tố gió hóa thành bạo phong chi nhãn, lĩnh chủ nguyên tố đất thân hóa nham thạch chi hạch và lĩnh chủ nguyên tố nước biến thành hải triều chi hoàn. Hình thái của 4 nguyên tố là bất định, rất khó nắm bắt và đã hợp nhất với lĩnh vực tương ứng của nguyên tố, nếu không phải họ không muốn từ bỏ ngai vàng nguyên tố đại diện cho thân phận của mình, thì sẽ không có dấu vết để lần theo. Khó khăn lớn nhất đối với tôi trong trận chiến này không phải là chiến lược bản thân của các nguyên tố lĩnh chủ mà là sức mạnh lĩnh vực của họ. Nếu như các lĩnh chủ hư không khác cùng lúc đối quyết với tôi, căn bản sẽ không thể cùng lúc giải phóng sức mạnh lĩnh vực đối kháng lại tôi, bởi vì giữa các lĩnh vực sẽ loại trừ lẫn nhau, điều này không những không mang lại sự gia tăng về mặt chiến lực, còn gây ra sự hỗn loạn trong trường lực. Nhưng trong lĩnh vực của 4 nguyên tố lại không xảy ra tình trạng này, họ giống như tiên thiên ngũ hành vậy, sinh khắc theo trật tự, thậm chí có thể hoán đổi lẫn nhau. Đối mặt với sát cơ từ lĩnh vực hủy diệt đang đến gần, tôi nhắm mắt lại, giao phó mọi thứ lại cho cảm nhận bản năng của tim thất khiếu linh lung. Lực bạo phong hủy diệt ở phía đông là thứ đầu tiên tìm đến tôi, cơn bão gầm thét, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận cùng, tựa như lúc nào cũng có thể khiến tôi thịt nát xương tan, dùng gió cắt xé tan tôi thành trăm mảnh. Chương 1080, Tứ Đại Nguyên Tố 2. Cơn gió mạnh giữa đất trời này lại còn bá đạo hơn, gió của trời đất chỉ ảnh hưởng đến thần hồn, cũng chỉ khắc chế các linh thể như cô hồn dã quỷ. Lực bạo phong hủy diệt của lĩnh chủ nguyên tố gió không chỉ có thể ảnh hưởng đến thần hồn, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến thể xác và tiêu diệt mọi sinh cơ. Khi cơn gió thổi vù vù vang lên, trong lòng tôi lập tức cảm nhận được nguy cơ của cái chết đang đến gần. Toàn thân tôi như bị hàng triệu tầng tầng lớp lớp sát khí khóa chặt, tôi mở mắt nhìn về lĩnh vực bạo phong hủy diệt ở hướng đông, chợt phát hiện ra chi chít vô số bạo phong chi kiếm, quả thực đếm không xuể. Bổn tôn lĩnh chủ nguyên tố gió biến thành hai cánh tay khổng lồ, cầm kiếm song thủ khổng lồ được ngưng tụ bởi sức mạnh của nguyên tố gió, mũi kiếm chỉ vào tôi, tất cả bạo phong chi kiếm bay về phía tôi. Mỗi thanh kiếm bão đều có chiến lược thiên tôn, không thể né, cũng chẳng thể tránh, giống như kiếm hải của tôi. Tôi cũng không biết cơ thể bất tử của Thủy Hỏa có thể chặn lại được không, chỉ biết cơ thể đạo tổ của tôi, nhiều nhất có thể chịu đựng được 100.000 nhát, nhưng cũng không thể chịu đựng hết thảy được. Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội như mưa bão từ bạo phong chi kiếm, tôi chỉ có thể tập trung tâm trí và chém ra hồng lưu kiếm khí hỗn độn về phía đông. Hồng lưu kiếm khí hỗn độn uy lực mạnh mẽ, sớm đã vượt cả đạo tổ mạnh nhất. Phàm là những thanh bạo phong chi kiếm bị dòng hồng lưu kiếm khí quét qua đều tan vỡ và khô héo. Nhưng hồng lưu kiếm khí hỗn độn của tôi trước khi kịp tiếp cận bổn tôn của lĩnh chủ nguyên tố gió, đã bị vô vàn bạo phong chi kiếm hợp lực chặn lại. Thấy vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tung ra những luồng hồng lưu kiếm khí hỗn độn về hướng đông. Hồng lưu kiếm khí hỗn độn hòa quyện vào nhau, sức mạnh hủy diệt ngày càng mạnh mẽ, sắp đột phá khỏi tầng lớp ngàn vạn bạo phong chi kiếm đi đến trước mặt của lĩnh chủ nguyên tố gió. Đột nhiên vào lúc này, sát cơ từ lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố lửa từ phương nam giáng đến, biến thành một biển lửa cuốn về phía tôi, mang theo hỏa lãng cuốn về nơi tôi. Lúc này tôi đành phải bỏ cuộc tiếp tục xuất kiếm với lĩnh chủ nguyên tố gió. Côn Lôn Tuyết ngay lập tức được triệu hồi về, nhanh chóng phóng thích hình kiếm khí và ngưng tụ thành mảng kiếm hải nhỏ, ngăn chặn sự xâm chiếm của biển lửa ở phía nam. Bị tác động bởi luồng xung kích kiếm khí, hỏa lãng cuộn chảy ngược về. Sát cơ trong lĩnh vực nguyên tố nước ở phía sau lưng bộc phát, một hải nhãn vô cùng to lớn thành hình. Hải nhãn xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một xoáy lốc khổng lồ trên mặt biển, sau đó lĩnh chủ nguyên tố nước biến thành một người khổng lồ màu xanh lá cây, rồi ném một cây kích khổng lồ vào tôi. Cây kích chứa đựng sức mạnh hủy diệt trời đất, thậm chí có thể sánh với đệ cửu kiếm của Cốt Vương. Sát kiếp ở phía đông và phía nam vừa mới được loại bỏ, thì hướng bắc đã bay đến một vũ khí lớn như vậy, không còn cách nào khác tôi chỉ có thể thi triển thân lĩnh quỷ kiếm độn không. Bốn mặt đã bị 4 lĩnh vực nguyên tố bao vây lấy, tôi chỉ có thể trốn lên trên. Nhưng trước khi tôi kịp hiện thân ở vùng trời phía trên, sát ý từ lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố đất đã hóa hình thành một đỉnh núi, hướng từ đỉnh đầu tôi đi xuống. Tôi đột ngột thay đổi, dùng 2 chân đạp mạnh xuống chân núi, ngay sau đó cơ thể tôi lao thẳng về phía lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố gió ở hướng đông như một tia sét. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lao đại vào lĩnh vực nguyên tố bất kỳ lấy thân thử pháp mà thôi. Ban đầu, tôi định dùng lĩnh vực nguyên tố để gột rửa pháp thân, ngay tại thời điểm này vừa hay lại có thể dùng để phá giải sát kiếp. Vừa bước vào lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố gió, tôi lập tức cảm nhận được cơn đau như vạn kiếm xuyên qua cơ thể, bất giác cơ thể tôi bị đâm đau đến cực điểm, ngũ cảm lục thức của tôi cũng bị sức mạnh của nguyên tố bạo phong làm cho hỗn loạn. Tôi giống như một con bướm bay trong cơn mưa bão, lắc lư, miễn cưỡng duy trì hình thể của mình. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cơn gió mạnh hơn thổi rách đôi cánh. Bạo phong chi kiếm vô tận vô cùng, mà nỗi đau của tôi cũng không có điểm dừng. Điều quan trọng nhất là sự hỗn loạn của ngũ cảm lục thức đã khiến tôi mất đi mục tiêu là lĩnh chủ nguyên tố gió. Nếu tôi không thể định vị được khí thức ông ta, thì tôi không thể dùng được chiêu tất sát lên ông ta được. Không đợi tôi điều chỉnh lại ngũ quan lục thức của mình, lĩnh chủ nguyên tố nước đã chủ động nhất lĩnh vực hủy diệt nguyên tố nước của mình với lĩnh vực hủy diệt nguyên tố gió. Cuồng phong vị hiết, hải khiếu hữu lai tập, phù vân vọng chi đào, sậu vũ xạ thành tiễn sao. Sao gió mạnh thổi không ngừng, sóng thần lại ập đến. Mây bồng bềnh trôi đi, mưa rơi như bắn tiễn. Tại thời điểm sát kiếp ập đến, sự sống và cái chết chỉ là chuyện trong chốc lát, chỉ có Thái Cổ Kiếm Vực mới có thể chém đôi sát phạt từ hai lĩnh vực hợp nhất giúp tôi. Chương 1081, Chiến Thể Bất Bại 1. Sự chồng chất sức mạnh của hai lĩnh vực đã vượt quá giới hạn mà nhục thân của tôi có thể chịu đựng được, ngay cả tim thất khiếu linh lung cũng bị đè nén đến mức tôi không thể thở được. Lựa chọn tốt nhất lúc này của tôi chính là sử dụng Thái Cổ Kiếm Vực để phá vỡ mọi rào cản ràng buộc. Tôi kích hoạt toàn bộ kiếm ý của mình, thân hình nhanh chóng xoay vòng trên không trung, từ đó tìm ra điểm cân bằng vừa hay để xuất kiếm. Bởi vì sát ý quá nhiều, kiếm quang của Côn Lôn Tuyết trở nên cực kỳ ảm đạm. Ngay khi hình kiếm khí vừa hình thành, quỹ đạo của nó ngay lập tức bị lực bạo phong phá hủy, mà lực triều tịch của lĩnh chủ nguyên tố nước có thể trực tiếp tác động đến dòng hồng lưu kiếm khí hỗn độn của tôi. Nếu muốn giải phóng Thái Cổ Kiếm Vực, tôi phải tập hợp hồng lưu kiếm khí hỗn độn và tụ thành hỗn độn kiếm hải, sau đó để kiếm điên cuồng xoay vòng, tạo thành một lốc xoáy hải nhãn lấy tôi làm trung tâm. Vòng xoáy hải nhãn chứa đựng bí mật của Thái Cổ Tam Kiếm, có thể nuốt chửng vạn vật, hấp thụ vạn vật và hủy diệt vạn vật. Khi nó nổ tung và phát ra bên ngoài, nó sẽ bùng phát với sức tàn phá cùng sát ý vô tận. Bất cứ nơi nào nó đi qua, sẽ cùng lúc hứng chịu kiếm khí sát phạt của Thái Cổ Tam Kiếm đạo. Cái gọi là Thái Cổ Kiếm Vực chính là chỉ phạm vi được vòng xoáy hải nhãn bao phủ. Khi đối chiến với ngạo mạn ma tôn ở cổ địa Miêu Cương, tôi cũng từng sử dụng lốc xoáy hải nhãn, nhưng vòng xoáy hải nhãn lúc đó được tạo ra bởi sự giao nhau và chồng chất của ba mảng kiếm hải, căn bản không thể cùng so sánh với vòng xoáy hải nhãn do kiếm hải hỗn độn tự hình thành nên. Hơn nữa, thần hồn của tôi lúc đó cũng không mạnh mẽ như bây giờ, sự mạnh yếu của Thái Cổ Kiếm Vực có quan hệ mật thiết với thần hồn. Thần hồn càng mạnh thì sức mạnh hủy diệt bộc phát ra càng mạnh. Tôi muốn sử dụng Thái Cổ Kiếm Vực để đánh bại kẻ thù, nhưng sự cản trở từ hai lĩnh vực quả thực rất phiền phức. Không những không thể dùng thần niệm kiểm soát quỹ đạo của hình kiếm khí, mà ngay cả hồng lưu kiếm khí cũng không thể mất khống chế. Trong tình huống này, đừng nói là lốc xoáy hải nhãn, ngay cả hỗn độn kiếm hải cũng không thể ngưng tụ thành công. Nghĩ thế, tôi đã đưa ra một quyết định rất táo bạo. Sở dĩ tôi không thể khống chế được hình kiếm khí, thứ nhất là vì thần niệm của tôi bị sức mạnh của hai lĩnh vực nguyên tố sao nhãng, thứ hai là vì thần niệm của tôi không trực tiếp do bản thân thần hồn phóng thích ra, mà trước tiên phải qua ngũ quan lục thức của cơ thể rồi mới truyền ra ngoài. Bây giờ, nếu muốn thoát ra khỏi tình thế khó khăn này, tôi chỉ có thể đánh cược một phen. Thần hồn của tôi rời khỏi cơ thể, trực tiếp để chiến hồn bất tử điều khiển luồng hình kiếm khí của tôi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tim thất khiếu linh lung ngay lập tức cắt đứt mối liên hệ trực tiếp giữa thần hồn và cơ thể tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, chiến hồn bất tử của tôi thoát ra khỏi cơ thể và lơ lửng phía trên đỉnh đầu tôi. Thân hình của chiến hồn bất tử cao hơn tôi rất nhiều, thay vì mặc đạo bào, mà là một bộ trọng khải màu đen sẫm. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt phát sáng vô cùng. Chiến hồn bất tử nắm trong tay một thanh côn lôn tuyết đã được phóng to lên nhiều lần, tuy là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng và bóng tối nhưng vẫn đem đến vô tận sát ý. Sau khi thần hồn rời khỏi cơ thể tôi đã trở thành một con rối, mọi chuyển động đều theo chuyển động của chiến hồn bất tử. Cùng với sự giải phóng hình kiếm khí, thì quỹ đạo lần này không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tôi đã hợp nhất thành công luồng hình kiếm khí hỗn độn vào hồng lưu kiếm khí, sau đó tập hợp hồng lưu kiếm khí vào kiếm hải. Khi hỗn độn kiếm hải thành hình, bốn vị nguyên tố lĩnh chủ cùng lúc cảm nhận được sát ý hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tổ lửa và lĩnh chủ nguyên tố đất đã lần lượt dung hợp sức mạnh của lĩnh vực với nhau, tôi của bây giờ là đang dựa vào một hỗn độn kiếm hải cùng lúc đối kháng với cả bốn lĩnh vực của bốn nguyên tố. May mắn thay, hỗn độn kiếm hải uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất chấp những đợt tấn công điên cuồng và lần lượt của hỏa diễm, Hải Khiếu, Nham Thạch và Bạo Phong, Hỗn Độn Kiếm Hải vẫn hấp thụ tất cả mà không hề có dấu hiệu mất kiểm soát. Tôi dần dần tăng tốc độ vòng quay của Hỗn Độn Kiếm Hải, hy vọng có thể ngưng tụ ra Thái Cổ Kiếm Vực càng sớm càng tốt, bởi vì thần hồn rời khỏi cơ thể là việc cực kỳ nguy hiểm, bất kể nhục thể hay thần hồn xuất hiện vấn đề, đều sẽ là một họa nạn đối với tôi. Mất đi Chiến Hồn Bất Tử, thì tôi sẽ không tồn tại nữa, còn nếu mất đi nhục thân, tôi sẽ mất đi trái tim thất khiếu linh lung mạnh mẽ và không thể thay thế này. Đồng thời, cũng sẽ trở thành một linh thể. Cho dù tôi có thể thành công ngưng tụ được âm thân, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành Thái Cổ Tam Kiếm của tôi. Ngay khi Hỗn Độn Kiếm Hải của tôi quay ngày càng nhanh, hải nhãn sắp thành hình, tôi đột nhiên lờ mờ cảm thấy có một nguy cơ nào đó khó mà giải thích được. Chiến Hồn Bất Tử gầm lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chương 1082, Chiến Thể Bất Bại 2. Tôi chỉ nhìn thấy Sứ Giả Chiến Tranh, người đã đứng im bất động ở cổng thiên khiển, không biết tự khi nào đã lơ lửng bên trên tôi. Một cơ thể to lớn với kích thước vài trăm trượng, mặc một bộ trọng khải hoàng kim cực kỳ mạnh mẽ, hai tay cầm thanh hoàng kim cự kiếm, vẫn chưa bộc lộ sát ý đã mang đến cho tôi cảm giác bị lấn lướt dữ dội. Chiến Hồn Bất Tử ngửa mặt lên trời hỏi, người đã phá vỡ quy tắc khiêu chiến. Không, người đã phá vỡ quy tắc khiêu chiến là ngươi, mà đạo tổ sư. Thái Cổ Kiếm Vực là cấm kỵ của thiên đạo, thân là Sứ Giả Chiến Tranh, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi sử dụng sức mạnh của Thái Cổ Kiếm Vực để giết 4 nguyên tố lĩnh chủ. Ồ, vậy ra ngươi tới đây để ngăn cản ta à? Ngươi lại nói sai rồi, mà đạo tổ sư, ta tới đây không phải để ngăn cản ngươi, mà là muốn 4 nguyên tố lĩnh chủ đổi một phương thức khác để quyết đấu với ngươi. Nói xong, Sứ Giả Chiến Tranh giơ hoàng kim cự kiếm trong tay lên và bắt đầu niệm lời chú thần thánh và huyền bí. Cùng với lời chú ngữ được niệm ra, tôi nhận thấy áp lực từ lĩnh vực của 4 nguyên tố tác động lên tôi ngày càng yếu đi, bởi sức mạnh của các lĩnh vực đang điên cuồng hội tụ vào thanh hoàng kim cự kiếm trong tay Sứ Giả Chiến Tranh. Đợi khi Thái Cổ Kiếm Vực của tôi thành hình, hoàng kim cự kiếm của Sứ Giả Chiến Tranh cũng hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của 4 lĩnh vực nguyên tố, thậm chí cả 4 vị nguyên tố lĩnh chủ cũng hy sinh mạng sống của mình để hợp nhất vào kiếm. Vốn ban đầu hoàng kim cự kiếm của tỏa ra ánh vàng rực rỡ, nay bắt đầu phát sáng bảy sắc nhờ ánh sáng của nguyên tố. Mà đạo tổ sư, tiếp theo đây, ngươi sẽ phải đối mặt với đợt tấn công mạnh nhất từ 4 nguyên tố lĩnh chủ, hãy cảm nhận sự phẫn nộ của 4 nguyên tố. Sứ Giả Chiến Tranh hoàn thành nghi thức triệu hồi, tập trung tâm trí vào tôi, lớn tiếng tuyên bố. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Lúc này, tôi cũng đã hoàn toàn khống chế được Thái Cổ Kiếm Vực, Chiến Hồn Bất Tử cùng thể xác đã tái hợp, dung hợp toàn bộ sức mạnh của Thái Cổ Kiếm Vực vào trong kiếm thể của Côn Lôn Tuyết. Côn Lôn Tuyết được hình thành từ kiếm thai của Thái Cổ Tam Kiếm, chất liệu của nó có thể sánh với kiếm anh hùng của thiên đạo. Cũng chỉ có thể kiếm thể của Côn Lôn Tuyết mới có thể dung nạp được sức mạnh của Thái Cổ Kiếm Vực của tôi. Thiên đạo chi hạ, giai vi lâu nghĩ, giết. Sao dưới thiên đạo, đều là sâu bọ. Thiên diệt chúng sinh diệt thiên, giết. Sứ Giả Chiến Tranh từ trên không trung chém xuống một nhát kiếm, tôi từ bên dưới bay lên rút kiếm nghênh đón. Một cuộc đối đầu mạnh mẽ như vậy, trong đạo tàng chưa từng được ghi nhận. Ngay cả trong thời đại Thái Cổ Thần Ma, những trận chiến ở cấp độ này cũng cực kỳ hiếm có. Hoàng kim cự kiếm và Côn Lôn Tuyết còn chưa thực sự chạm trán, sát ý hủy diệt bộc lộ ra cũng đã khiến cho các lĩnh chủ hư không cùng đại quân Thâm Uyên ở quảng trường run rẩy không thôi. Trong lúc run rẩy, họ chợt nhận ra rằng đây không phải là nơi mình nên ở lại, lập tức bỏ chạy tán loạn về 8 hướng. Thực ra, chỉ dựa vào sự bạo phát của Thái Cổ Kiếm Vực của tôi, tuyệt không thể uy hiếp đến tất cả lĩnh chủ hư không có mặt tại đây. Mặc dù Thái Cổ Kiếm Vực tuy mạnh mẽ và khó cản, nhưng thành tựu kiếm đạo của tôi còn lâu mới đạt tới cảnh giới như thiên đạo. Thế nhưng, khi Sứ Giả Chiến Tranh cũng tung ra một nhát kiếm nguyên tố tựa hồ không hề yếu hơn Thái Cổ Kiếm Vực của tôi, thì khi đó, sóng xung kích hủy diệt từ sự va chạm giữa hai thế lực gây ra, không phải là điều mà bất kỳ lĩnh chủ hư không nào có mặt tại đây đều có thể chịu đựng được. Cuối cùng, hai thanh kiếm gặp nhau trên không trung, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, không có âm thanh kinh thiên động địa, cũng không có ánh sáng hủy diệt đất trời. Cảnh tượng ngưng động, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, trong sự tĩnh lặng này, năng lượng hủy diệt vô tận đã bắt đầu tỏa ra tứ phía. Cổng thiên khiển đột nhiên sụp đổ, khoảng sân ở quảng trường biến thành khói bụi. Năng lượng hủy diệt mạnh mẽ đã tàn nhẫn phá hủy thân dáng sộc sạch của đại quân Thâm Uyên. Các chiến binh cấp thấp thậm chí không thể thốt ra tiếng hét của mình, các lĩnh chủ hư không chưa kịp trốn thoát cũng bị tiêu diệt ngay tức khắc. Chỉ có lĩnh chủ hư không mạnh mẽ như Cốt Vương mới có thể rút lui an toàn. Phần lớn các lĩnh chủ hư không đều bị thương trước tác động của năng lượng sóng xung kích hủy diệt này. Đại quân Thâm Uyên chết trước tác động của sóng xung kích, đã vượt quá tổng số người chết trong trận Quy Khư, con số lên tới hàng ngàn vạn. Là hạt nhân hủy diệt, tôi đón lấy tác động mạnh mẽ nhất của đợt sóng xung kích. Tuy nhiên, bản thân tôi không bị tổn hại gì, bởi vì Thái Cổ Kiếm Vực của tôi vẫn còn đó, người thua cuộc là Sứ Giả Chiến Tranh. Chỉ cần Thái Cổ Kiếm Vực không bị phá vỡ, mọi đòn tấn công tôi nhận được sẽ được Thái Cổ Kiếm Vực giải trừ. Tôi không những không bị thương mà còn có thể cảm nhận được, từ sự gột rửa của lực từ 4 nguyên tố mà thân thể xuất hiện sự biến đổi. Sinh cơ vô tận, mọi thần niệm đều được kết nối chặt chẽ với Chiến Hồn Bất Tử. Sứ Giả Chiến Tranh cũng không hề hấn gì, nhưng Hoàng Kim Cự Kiếm trong tay ông ta đã mở đi, ánh sáng nguyên tố trên đó đã biến mất không dấu vết. Chiến Thể Bất Tử, Ma Đạo Tổ Sư, người quả nhiên là đứa con của vận mệnh. Thật không ngờ, nhanh như vậy đã hoàn thành thêm một lần gia tăng chiến lực. Đáng tiếc, nhục thể của ngươi càng lớn mạnh, thì lại có người càng vui mừng. Sứ Giả Chiến Tranh lộ ra ánh nhìn ghen tị, cười nói với tôi. Sứ Giả Chiến Tranh, đã đến lúc đưa ta đến chỗ hẹn rồi. Tôi nói, được thôi, nếu ngươi đang vội chết như vậy thì hãy đi cùng ta. Chương 1083, Nguy cơ của Côn Lôn 1. Trận chiến dưới thiên hà đã kết thúc, cổng thiên khiển cũng đã bị phá hủy. Trời diệt hết chúng sinh dễ, chúng sinh diệt trời khó. Thân là vị thần tối cao duy nhất trong vũ trụ, thiên đạo chinh phục không chỉ tam giới nhân gian và tam giới thái cổ, mà trong vô số các vị diện của vũ trụ tinh không đều có lực lượng của ông ta. Những thế lực này bao gồm Thái Cổ Tiên Dân, Lĩnh Chủ Hư Không, Đại Quân Thâm Uyên, Sinh Vật Nguyên Tố, cùng các thái cổ thần ma phản bội, yêu thú tinh không vũ trụ, vô số các chủ thần tinh không lớn mạnh, thần linh thiên đạo và chúng thần MT. Cũng như tất cả những người tu hành trong hệ thống đạo môn, hầu như tất cả đều có thể được tính là người của thiên đạo, bởi vì hệ thống tu luyện đạo môn ban đầu được mở đường bởi thiên đạo. Nhân đạo là cốt lõi của vũ trụ được thiên đạo coi trọng nhất, đại diện cho tương lai của vũ trụ. Nhưng sức mạnh của thiên đạo ở nhân gian là yếu nhất, nguyên nhân là vì nhân gian rất mong manh, sức mạnh có thể chứa đựng cũng rất hạn chế. Hơn nữa, giữa nhân gian và thiên đạo tồn tại một mối quan hệ nhân quả không thể tránh khỏi, nếu muốn thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh thì phải giữ lại nhân gian. Vậy nên, nếu tôi hành động theo quy tắc của thiên đạo, kẻ thù của ma đạo chỉ có nhân đạo, tiên đạo, âm ti và nhiều nhất là thêm nữ oa nữa. Hơn nữa với chiến lược hiện tại của tôi, nếu nữ đế không ra tay, trong tam giới không ai có thể là đối thủ của ta, ma đạo cũng có thể trực tiếp thoát ra khỏi ván cờ. Tuy nhiên, tôi không thể tuân thủ theo quy tắc của thiên đạo. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Một khi thiên đạo đã thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, với bản tính của ông ta, sao lại có thể quan tâm đến chúng trong lục đạo tam giới ở nhân gian được. Mà nếu muốn trở thành kẻ thù của thiên đạo, thì phải đối mặt với những thử thách ác liệt vô tận từ sâu thẳm vũ trụ. Đại Quân Thâm Uyên của cổng thiên khiển chỉ là một phần nhỏ trong chiến lực của thiên đạo, sức chiến đấu chủ yếu thực sự của thiên đạo đến giờ vẫn chưa thực sự lộ diện. Chỉ dựa vào ma đạo tuyệt đối không có cơ hội, cho dù tổng hợp hết sức mạnh của toàn bộ tam giới nhân gian cũng không sánh được với thiên đạo. Chỉ có hợp nhất tam giới nhân gian và tam giới thái cổ lại, mới có cơ hội đánh bại được thiên đạo. Vốn tưởng rằng Sứ Giả Chiến Tranh sẽ đưa tôi cùng bay ra khỏi thiên hà, sát cục cuối cùng ắt là nằm sâu trong hư không vũ trụ. Không ngờ ông ta lại đưa tôi bay xuống, bay qua hư không vũ trụ vô tận, cuối cùng trở lại bầu trời phía trên nhân gian. Ông đưa ta đi đâu vậy? Tôi hỏi. MT, vực trả hồn. Sứ Giả Chiến Tranh đáp, giống với 3.000 năm trước. Đúng vậy, cơ thể của Sứ Giả Chiến Tranh cao hàng trăm trượng, mỗi một cử động đều dẫn đến sự hỗn loạn của đất trời. Vì vậy, trước khi bước vào bầu trời của nhân gian, ông ta đã thu nhỏ cơ thể của mình đi, dựa vào sự biến hóa của ánh sáng và bóng tối mà ông ta hóa thành một người đàn ông có hình dáng giống tôi, khoác tiên bào vàng kim. Khuôn mặt anh tuấn, thần sắc kiêu ngạo. Sau khi Sứ Giả Chiến Tranh hóa thành hình người, mặc dù thần niệm vẫn cực kỳ lớn mạnh, nhưng sức chiến đấu vẫn kém xa so với hình thái thần nhân kim giáp. Vừa rồi tôi không chắc chắn sẽ giết được ông ta, nhưng bây giờ tôi tin rằng mình có thể làm được. Ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi sao? Tôi nói. Bổn tôn Sứ Giả Chiến Tranh sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, mà đạo tổ sư, ta khuyên người không nên làm như vậy. Tại sao? Nếu ngươi giết ta, ta có thể cam đoan tất cả đệ tử ma đạo ở Quy Khư sẽ được bồi táng với ta. Ngươi nên biết, với tư cách là vị thần tối cao duy nhất trong vũ trụ, thiên đạo không chỉ có mỗi một đám phế vật là Đại Quân Thâm Uyên được. Khi chúng tôi bay qua khoảng không ở nhân gian, bay qua khu vực thần giới của thiên đình, tôi liếc mắt nhìn về lôi vực ở phía tây. Lôi vực phía tây tràn ngập sát ý và tử ý nồng nặc, rất hiển nhiên đang diễn ra một trận chiến sinh tử tàn khốc. Vì khoảng cách quá xa nên tôi không thể nhìn rõ tình hình chiến đấu cụ thể. Chỉ có thể cảm nhận được từ xa, nơi đó có các ngôi sao vô cùng chói sáng, Tử Vi Đại Đế đã bắt đầu bộc phát tinh thần chi nộ của ông ta. Mà uy lực lôi đình của Đổ Mẫu Nguyên Quân cũng đang được phóng thích ra ngoài, một tầng tinh thần và một tầng lôi, không biết bao nhiêu vị thần chết trên chiến trường, thần hồn ly tán, tan biến thành cho bụi. trận Quy Khư không có kẻ chiến thắng. Đại quân MT đã không còn ai, năm phương quỷ đế đã bị tiêu diệt, Địa Tạng Vương Thiên Tôn quy y, giám sát sử tam đạo chỉ còn sót một mình giám sát sứ địa ngục đạo. Các vị thần kỳ cựu nhất của MT có thể thoát khỏi sát kiếp chỉ có tứ đại minh vương, phong đô thành chủ, phó tổng binh của Hoàng Tuyền cũng là chiến tướng trực thuộc của Châu Khất, hết 9 phần thần linh MT đã nằm xuống ở Quy Khư. Oa Hoàng Cung, đại quân tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma phần lớn đã chết đi, đế giang chiến tử. Mà ma đạo của tôi, hy sinh nào chỉ là ngàn vạn đệ tử ma đạo, mà còn có chúng sinh vạn tộc của Quy Khư. Chương 1084, nguy cơ của Côn Lôn 2. Cả ba bên đều thua, trận phong thần giữa nhân, tiên hai đạo đã không còn nỗi lo tiềm ẩn nào nữa, vì vậy, ngay khi trận chiến Quy Khư kết thúc, cuộc chiến giữa nhân, tiên hai đọa sẽ diễn ra theo cách bi thảm nhất. Kiếm tiên Lữ Thuần Dương tay cầm kiếm thanh sách, chỉ với một chiêu vạn kiếm quy tông đã chém đôi đại trận phòng thủ tiên thiên canh kim ở Côn Lôn. Dẫn theo ngàn vạn đại quân nhân đạo tiến vào núi Côn Lôn, đối quyết sinh tử với các đệ tử tiên đạo trên đường lên núi. Tiên đạo quân lực có hạn, phần tinh nhuệ được giao cho công chúa Đắc Kiều để công đánh Tây Thiên Lôi Vực, bọn họ không thể chống đỡ được sự sát phạt của đại quân nhân đạo. Tuy nhiên, trận ngũ hành tiên thiên của Mộ Dung Nguyên Duệ còn khó đối phó hơn pháp trận phòng thủ tiên thiên canh kim ở Côn Lôn, nhân đạo phải trả cái giá là hàng chục vạn hy sinh cũng không thể công đánh được tổ đình tiên đạo. Cuối cùng, Lữ Thuần Dương không thể không tế xuất kiếm thanh sách, giải phóng vong hồn của ngàn vạn vị thần thái cổ trong hoàng hôn chư thần. Trong ngàn vạn vong hồn của các thần thượng cổ, sắp xỉ 3 phần trong số đó sở hữu chiến lực đạo tổ. Dưới sức mạnh chèn ép mạnh mẽ của họ, tiên đạo ngay lập tức bị đánh bại. Bắt đầu tinh quân chiến tử, hai vị huyền vũ, linh xà thiên tôn cũng chiến tử. 36 thiên cương và 72 địa sát đều chiến đấu đến chết, 28 tinh tú chỉ còn vỏn vẹn vài người. Nhân số của tiên đạo vốn đã gặp bất lợi nghiêm trọng, hoàn toàn dựa vào các trận hình tinh tú để trấn áp đại quân nhân đạo. Sau khi vong hồn của các vị thần thượng cổ tham chiến, trận pháp lần lượt bị phá vỡ, người người lâm vào nguy khốn. Không lâu sau, 4 phân thần của Mộ Dung Nguyên Duệ đều bị Lữ Thuần Dương giết chết, tổ đình Côn Lôn đã đi đến thời khắc sinh tử cuối cùng. Nhận thấy huyết khí dày đặc sông thiên ở núi Côn Lôn, lòng tôi nhói một chập, không khỏi dừng chân ở nơi cao trên trời mà nhìn về phía núi Côn Lôn. Mộ Dung Nguyên Duệ là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, thậm chí, nếu chỉ nói về dây dưa tình cảm, thì còn hơn cả Kiêm Hà, chỉ kém Thủy Họa một danh phận mà thôi. Cô ấy là tiên đạo tổ sư, còn tôi là ma đạo tổ sư. Nếu không phải vì lập trường khác nhau, thì khung cảnh hoang đường ở Đá Tam Sinh đã trở thành niềm hạnh phúc thực sự. Nhưng bây giờ, tôi biết thừa cô ấy đang chiến đấu gian khổ, sống chết chưa biết rõ, nhưng chỉ có thể đứng đây thờ ơ nhìn lấy. Chúng tôi từng hứa với nhau rằng, nếu sau này gặp nhau trên chiến trường, có thể chết trong vòng tay nhau. Bây giờ, cô ấy có sát kiếp của riêng mình, còn tôi cũng có tử cụ của riêng tôi. Chỉ sợ rằng trước khi chết vẫn chưa thể gặp nhau lần nữa. Tiên đạo không thể bảo vệ tổ đình Côn Lôn. Sứ giả chiến tranh nói, làm sao người biết kẻ thua cuộc nhất định là tiên đạo? Tôi hỏi, bởi vì Lữ Thuần Dương nhất định sẽ dùng đến kiếm thanh sách, triệu hồi vong hồn thượng cổ tham chiến, nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ nhất định sẽ không dùng kiếm tử dĩnh để đối đầu với hắn. Tại sao? Bởi vì kiếm tử dĩnh căn bản không nằm trong tay Mộ Dung Nguyên Duệ. Không ở trong tay cô ấy thì ở đâu được chứ? Trong tay công chúa Đắc Kiều, tiên đạo vốn đã không có ý định giữ vững Côn Lôn. Thứ Mộ Dung Nguyên Duệ muốn là thống nhất thiên đình, mục tiêu của cô là đổ mẫu nguyên quân. Chỉ cần đổ mẫu nguyên quân chiến tử, thì ngay cả nhân đạo công phá tổ đình Côn Lôn, cũng sẽ không có cách nào trực tiếp khởi binh chống lại thiên đình. Hiện giờ ta chỉ tò mò một chuyện. Chuyện gì? Tôi hỏi. Không có kiếm tử dính, Mộ Dung Nguyên Duệ liệu có thể thoát khỏi tổ đình Côn Lôn, trở về thiên đình không? Tôi nghe xong im lặng, cảm thấy vô cùng nặng nề. Sau đó tôi nghĩ đến chuyện khác và cảm thấy tốt hơn đôi chút. Chỉ cần bản thân Mộ Dung Nguyên Duệ không muốn cùng sống chết với tổ đình Côn Lôn, cô ấy nhất định có thể trốn thoát khỏi tổ đình Côn Lôn. Tôi đáp, ma đạo tổ sư, không phải mỗi người có kiếm vực. Thần kiếm của Lữ Thuần Dương cũng đã mở ra sức mạnh lĩnh vực. Thần kiếm miểu miểu, khi Lữ Thuần Dương sử dụng thần kiếm lĩnh vực để phong tỏa cùng trời Côn Lôn, ta nghĩ không ra Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ trốn về thiên đình như thế nào. Thiên cơ bất khả lộ, tất nhiên tôi sẽ không nói với ông ta rằng có người có thể phá vỡ thần kiếm lĩnh vực của Lữ Thuần Dương. Tính toán thời gian, lúc này Kiêm Hà hẳn là đã tỉnh lại rồi. Đại trận huyễn ma thập tam thần sát, có thể đối kháng với trận tiên thiên ngũ hành của lĩnh chủ chiến tranh trong 3 ngày 3 đêm, vây khốn Lữ Thuần Dương hẳn là cũng không khó gì. Chỉ cần có thể vây chặt Lữ Thuần Dương, Mộ Dung Nguyên Duệ nhất định có thể an toàn trở về thiên đình. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô sẵn sàng từ bỏ các đệ tử tiên đạo ở núi Côn Lôn và tổ đình tiên đạo. Nếu cô thể sống chết cùng Côn Lôn thì không ai có thể cứu được cô nữa. chúng ta không ở lại nhân gian quá lâu, sau khi đặt chân xuống đất, tùy tiện tìm một ngôi miếu thành hoàng, rồi tiến vào MT. MT trở về với sự thất bại thảm hại ở Quy Khư, toàn bộ giới ngục MT rơi vào nỗi đau thương vô tận. Đường Hoàng Tuyền hoang vắng, Quỷ Môn Quan cũng đã mất đi sát khí quần uy trước đây. Tôi và Sứ Giả Chiến Tranh rất lo lắng về tình hình hiện tại của âm ti, trực tiếp ngự không phi hành bay thẳng đến điểm đến cuối cùng, Vực Trả Hồn. Chương 1085, Phục Hy hiện thân 1. Vực Trả Hồn là một đỉnh núi biệt lập, vốn là một nơi lạnh lẽo và biệt lập với Cửu U. Sau khi MT trải qua thất bại thảm hại ở Quy Khư, Vực Trả Hồn càng trở nên cô độc và tĩnh mịch hơn. Trên vách núi sương mù dày đặc, ai oán dai dẳng vẫn còn đó như ngày nào. Lần trước khi tới Vực Trả Hồn, Cửu U Nữ Đế đã tặng cho tôi ngưng hồn đan, lần này trở lại là muốn đón nhận sát cục của bản thân mình. Không biết khi Ma Đạo Tổ Sư đến đây có cảm giác gì, trong lòng tôi thì lại cảm thấy bình yên vô cùng. Sát cục này chắc chắn là thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bởi vì ngay cả đối thủ ở cấp độ như Sứ Giả Chiến Tranh cũng chỉ đóng vai trò là người dẫn đường. Mặc dù tôi đã thành công mở ra Thái Cổ Kiếm Vực, sở hữu Chiến Hồn Bất Tử và Chiến Thể Bất Diệt, nhưng trong lòng tôi vẫn không nắm chắc được phần thắng. Nữ Oa vẫn luôn che giấu lực chiến thực sự của mình, từ 3.000 năm trước đã nhẫn nhịn đến hôm nay. Mà việc bà ấy có thể giữ cho Oa Hoàng Cung vượt trên tam giới trong nhiều năm như vậy, chắc chắn chiến lực không chỉ ở mức bà ấy thể hiện ra. Còn có Châu Khất, mỗi bác M đại đế ở MT đều có vô số âm khí hộ thể. Giết được Châu Khất ở Quy Khư thì tôi còn nắm chắc được, nhưng ở Vực Trả Hồn, Châu Khất thậm chí có thể đối kháng với tôi bên trong Thái Cổ Kiếm Vực. Đã là kẻ thù lớn nhất của thiên đạo, kẻ địch của tôi chắc chắn không chỉ có mỗi Nữ Oa và Châu Khất. Chắc chắn còn có nhiều người khác, những sự tồn tại mà tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, ở Vực Trả Hồn sẽ không có những chiến lược bên ngoài thiên hà. Bởi do MT còn có biển Bắc Minh, ở biển Bắc Minh còn có Côn. Tôi và Côn đã đạt được thỏa thuận, thiên đạo lợi dụng thế lực của tam giới nhân gian giăng bẫy cho tôi, Côn sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào, vì nó cũng muốn xem lực chiến của tôi tới đâu. Tuy nhiên, một khi thiên đạo dùng đến thế lực bên ngoài thiên hà đến để giết tôi, Côn sẽ không ngồi nhìn mà không làm gì. Ngoài Côn ra, tôi tin chắc rằng Nữ Đế sẽ không bỏ lỡ sát cục ở Vực Trả Hồn, nhất định sẽ phá quan mà ra. Sau khi tôi xuất hiện ở Vực Trả Hồn, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Nữ Đế. Đã lâu không gặp, khí thế thần thánh trên người của Nữ Đế càng trở nên trang trọng hơn. Nếu không nhờ đôi mắt u minh, quỷ dị khó nắm bắt, sẽ không thể liên tưởng cô ấy với Cửu U Nữ Đế. Nữ Đế cũng không chào hỏi tôi, lặng lẽ ngồi trên một tảng đá, trong tay cầm bông hoa bỉ ngạn, vẻ mặt bình tĩnh. Dù cô ấy không nhìn tôi lấy một lần, nhưng tôi biết rằng, khi cô ấy nhìn bông hoa bỉ ngạn trên tay, trong lòng đang nghĩ tới tôi. Trước đây, tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng ân oán giữa tôi và cô ấy. Sau khi biết được tôi và Ma Đạo Tổ Sư là cùng một người, thì tôi đã không còn có thể phán đoán được người mà cô ấy nghĩ đến là tôi hay Ma Đạo Tổ Sư. Nữ Đế cũng có mâu thuẫn giống tôi, cô ấy duy trì trí nhớ nguyên vẹn của Uy Nhuy. Đương nhiên, giữa tôi và Nữ Đế không có dây dưa tình duyên gì, chỉ là trong lòng chúng tôi mang theo sự tiếc nuối vĩnh viễn với đối phương mà thôi. Cô ấy cảm thương với Ma Đạo Tổ Sư, trong khi tôi mãi nhớ đến Phật gia của nhà họ Vương, Uy Nhuy. Nghĩ đến Uy Nhuy, tất cả những ký ức cũ về Đàm Cửu Long lại ùa về trong đầu. Đáng tiếc cho dù có muốn làm người vớt xác lần nữa thì nhân gian cũng đã không còn là nhân gian của trước kia nữa. Nhân quả trên nhân gian bị cắt đứt, vợ chồng Bạch Hà Sầu cũng chết trong trận chiến ở núi Tiểu Bạch. Nhân đạo Hoàng Hà Cửu Khúc cuối cùng cũng chảy về phía đông, rất nhiều việc sẽ không bao giờ có thể quay lại như xưa nữa, nhưng điều tôi hoài niệm nhất cũng chính là khoảng thời gian đó. Tôi sẵn sàng mất đi tất cả, mất đi thân phận Ma Đạo Tổ Sư, mất đi Thái Cổ Tam Kiếm Đạo, mất đi Chiến Hồn Bất Tử, mất đi Chiến Thể Bất Diệt, chỉ đổi lại thời đại mạt Pháp. Khắp trời quỷ thần nhưng tôi không ngưỡng mộ một ai, điều tôi ghen tị nhất là cuộc trò chuyện giữa tôi và Thùy Hỏa vào đêm ở thôn Hạ Bá. Nếu giữa người với người mất đi sự giao lưu tình cảm, thì dù có chiến đấu khắp thiên hà thì cũng không được coi là anh hùng. Nếu tôi có thể trở thành chủ của vũ trụ, khắp trời thần má, tôi muốn tất cả họ bước vào nhân gian. Ngàn vạn thần thông cũng đều không bằng một nụ cười của giai nhân. Có thiện có ác, phải phân biệt thị phi đúng sai. Hà cớ gì lại cần nhiều quỷ thần như vậy, giữa trời đất chỉ có một lục đạo luân hồi mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi lại đưa mắt nhìn Cửu U Nữ Đế. Nếu sau này chúng sinh có thể đánh bại thiên đạo, tôi hy vọng người có thể thay thế thiên đạo trong tam giới là Nữ Đế, mà không phải là tôi. Bởi vì, tôi sẽ không ở lại nhân gian, hoặc sẽ theo chân Thùy Hỏa đến Thái Cổ Minh giới, hoặc là cùng Kiêm Hà đến Thái Cổ Ma giới. Chương 1086, Phục Hy hiện thân 2. Có lẽ đến lúc đó Mộ Dung Nguyên Duệ cũng đã trở thành Thái Cổ Thần Vương, tôi còn có thể thỉnh thoảng đến thăm Thái Cổ Thần Giới, uống rượu trò chuyện với Mộ Dung. Tiếc rằng tất cả những điều này cũng chỉ là những ước muốn đẹp đẽ trong lòng tôi, muốn biến chúng thành hiện thực, còn không biết một chặng đường dài bao nhiêu để đi, có lẽ cũng sẽ không bao giờ đợi được ngày điều ước thành hiện thực. Ngoài nữ đế ra, tôi còn nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc, bao gồm Đạo Đức Thiên Tôn, Tạ Lưu Vân cùng Giao Chỉ Cung Chủ. Vì để giúp nhân đạo giành chiến thắng trong trận phong thần, Đạo Đức Thiên Tôn đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân đạo, tuy là chiến tích giết chóc không nhiều, tuổi thọ gần như đã hết, bổn tôn cũng không thể tham gia vào cuộc chiến nhân, tiên hai đạo. Tôi có thể tưởng tượng rằng ông ta sẽ đến đây để chứng kiến màn giết chóc của tôi, nhưng tôi không ngờ rằng Tạ Lưu Vân cũng sẽ xuất hiện ở đây, ông ta nên theo Lữ Thuần Dương để tấn công Côn Lôn mới phải. Sau đó tôi mới hiểu rằng, vì đây là kiếp nạn sinh tử của tôi nên Tạ Lưu Vân chắc chắn sẽ đến. Nếu không phải vì ông ta, thì ngày hôm nay tôi cũng không như vậy, nói cách khác, chính là đích thân ông ta đưa tôi đi vào con đường trở thành ma đạo tổ sư. Về phần Giao Trì Cung Chủ, cô ấy tới đây là đại diện Mộ Dung Nguyên Duệ. Có thể thấy vẻ mặt của cô ấy tràn đầy lo lắng và băn khoăn, cô ấy đang lo lắng về nguy cơ ở Côn Lôn cùng sự sống chết của Mộ Dung Nguyên Duệ. Nữ đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Tạ Lưu Vân, Giao Trì Cung Chủ đều đứng nằm rải rác ở rìa vực trả hồn, bọn họ đều là người ngoài cuộc, ngay cả Nữ Oa và Châu Khất cũng là người ngoài cuộc, điều này khiến tôi rất tò mò, nhân vật chính ngày hôm nay là ai? Thân phận đứa con của vận mệnh của tôi đã được xác nhận, không còn nghi ngờ gì nữa, thiên đạo lại coi tôi như một cái gai trong mắt. Mà sát cục trên vực trả hồn là cơ hội duy nhất để ông ta giết tôi trước khi thoát thân khỏi nhân quả, vậy nên sát cục này sẽ không đơn giản. Mà đạo tổ sư là sự khởi đầu, còn tôi là sự kết thúc. Nếu muốn câu nói này ứng nghiệm theo thiên đạo, thì cách tốt nhất chính là giết chết tôi ở vực trả hồn. Chỉ cần tôi chết đi, trên thế giới sẽ không bao giờ có ma đạo tổ sư mới nữa, cũng sẽ không có một đứa con của vận mệnh nào xuất hiện nữa. Không chỉ ma đạo diệt vong, mà cả tam giới thái cổ thần ma cũng sẽ diệt vong. Khi đó, nhân gian sẽ trở thành một nhân gian lạnh lùng, vô tình. Châu Khất nhìn tôi với ánh mắt đầy dẫy sát khí, không chút che giấu, nhưng ánh mắt của Nữ Oa lại vô cùng thâm sâu. Chẳng những không có sát cơ mà còn có chút tán thưởng. Tạ Lan, hóa ra ngươi đã thành công luyện ra chiến thể bất diệt rồi, rất mừng cho ngươi. Nữ Oa mỉm cười nói với tôi, Nữ Oa, ta không ngờ hôm nay ngươi sẽ không tham chiến. Tôi nói, ta đương nhiên sẽ không rồi, đối thủ hôm nay của ngươi chỉ có một, trước mặt hắn, tất cả bọn ta đều sẽ trở thành vật làm nền mà thôi. Hắn là ai? Tôi hỏi, ma đạo tổ sư, hắn cũng giống như ngươi vậy, cũng là đứa con của vận mệnh, chỉ là, hắn là đứa trẻ bị vận mệnh vứt bỏ mà thôi. Sứ giả chiến tranh đáp, khi sứ giả chiến tranh nói điều này, tôi lại càng tò mò hơn, bởi vì tôi chưa bao giờ được biết rằng trước đây đã từng có một đứa trẻ của vận mệnh khác. Rốt cuộc hắn là ai? Tôi quay lại nhìn sứ giả chiến tranh hỏi, đừng lo lắng, hắn đang hấp thu lượng oán hồn vô tận trong sông Vong Xuyên, chờ khi hắn hấp thu hết hồn năng trong sông Vong Xuyên, thì sẽ tới đây quyết chiến với ngươi. Nếu ngươi đánh bại hắn, ngươi có thể có được một sự tự do, trước khi thiên đạo thoát thân khỏi nhân quả, sẽ không giáng sát kiếp cho ngươi nữa. Tôi không thể ở lại quy khư vì bất kỳ lúc nào thiên đạo cũng có thể giáng sát kiếp lên người tôi, sợ rằng sẽ liên lụy đến đệ tử ma đạo ở quy khư. Đó là lý do tại sao tôi tàn nhẫn vứt bỏ đống bừa bộn ở quy khư và giao hết cho Khương Tuyết Dương. Trước khi rời đi, tôi thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì đến kỳ lân nhai ở núi Tổ Long. Nếu ngày hôm nay tôi sống sót, tôi có thể tiếp tục về quy khư làm ma đạo tổ sư, chờ đợi sự trở lại của tam giới thái cổ thần ma ngoài thiên hà, cuối cùng có một trận chiến quyết định với thiên đạo ở cổ địa tinh hà. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, dần dần tôi cảm thấy hơi cáu kỉnh. Đây là một điểm xấu, bởi vì tôi có một trái tim thất khiếu linh lung, đáng lẽ không nên đánh mất chủ tâm của mình mới đúng, không nên vì chờ đợi mà bị loạn tâm tình. Nhưng cũng không thể giải thích được tại sao, lòng tôi lại cực kỳ khó chịu. Nói cách khác, tôi sợ hãi và tôi cáu kỉnh vì sợ hãi. Ta phải đợi bao lâu? Tôi hỏi lại lần nữa. Ta đã đến đây rồi. Sau những lời này, tôi nhận thấy một áp lực thần niệm cực kỳ to lớn và nặng nề đang đè lên người tôi. Chưa kịp hiện thân, đã mang đến sự hủy diệt và sát ý áp đảo cả vực trả hồn. Ngay cả Cửu U Nữ Đế vốn luôn cực kỳ bình tĩnh cũng phải thay đổi sắc mặt. Chương 1087, Túc Mệnh Quyết Đấu 1. Phục Hy, vị thần sáng lập nên thế gian, là cha của chúng thần thượng cổ, sau khi Phục Hy xuất hiện, mới có thần ngũ hành thượng cổ. Là con của vận mệnh, trước khi thiên đạo phát hiện ra nhân gian, ông ta đã được chuyển đến nhân gian rồi. Sau khi ba con thần thú hỗn độn mở rộng bờ cõi tạo ra nhân gian, Phục Hy là thần minh đầu tiên chứng đạo. Đạo tàng của hậu thế, Phục Hy được liệt vào hàng ngũ đạo tam hoàng, tôn xưng là thần tạo hóa, là tổ sư sáng lập ra nền văn minh nhân loại. Trong dân gian, có vô vàng truyền thuyết thần thoại về Phục Hy. Mà bất kể câu chuyện nào, Thái Hạo Phục Hy Đại Đế đều là phụ thần đứng trên vạn người, là vì thần sáng tạo ra thế gian này. 8 món bảo bối của Phục Hy, mỗi món đều là thần binh đều báu vật dạng danh vạn cổ. Đắc Kiều công chúa chỉ dựa vào một cây thương huyền thiên, đã từ cảnh giới đạo tổ tấn thăng chí cường đạo tổ. Phục Hy không chỉ có sức mạnh thần thông vô cùng lợi hại, thân phận là đứa con của vận mệnh, ông ta còn sáng tạo ra Hà Đồ Lạc Thư, Tiên Thiên Bát Quái, rồi dùng nó để suy đoán huyền cơ trong vận mệnh. Không nói đến chiến lực, chỉ nói đến pháp tắc vận mệnh, thiên đạo đã không thể sánh bằng Phục Hy. Lúc thiên đạo sắp đổ bộ đến nhân gian, vận mệnh từng đặt nhiều hy vọng lên người Phục Hy, mong muốn ông ta có thể khống chế thiên đạo, không để thiên đạo nắm giữ tam giới nhân gian. Nhưng Phục Hy nhận được điềm báo trước từ vận mệnh, biết bản thân không đủ sức đánh bại thiên đạo. Vậy nên, ông ta không đối địch với thiên đạo như theo chỉ thị của vận mệnh, từ đó ông ta bị vận mệnh từ bỏ. Tuy đã bị vận mệnh vứt bỏ, nhưng Phục Hy cũng không đem bí mật của vận mệnh dâng cho thiên đạo. Vậy nên, lúc bấy giờ của Phục Hy rơi vào hoàn cảnh khá ngặt nghèo. Vừa bị vận mệnh vứt bỏ, vừa không vừa mắt thiên đạo. Cuối cùng vì nguyên thọ cạn kiệt, mà băng hà ở thời đại thượng cổ. Sau khi Phục Hy qua đời, Nữ Oa tiếp quản yêu tộc, nhất thống nhân gian. Một thời gian sau nhân tộc được sinh ra, thần ngũ hành xuất thế. Cho dù Phục Hy không được sinh ra từ nhân tộc, nhưng nhân tộc vẫn thờ phụng ông ta là người đứng đầu tam hoàng nhân tộc. Bởi vì ông ta đã để lại cho nhân gian một lượng kiến thức khổng lồ, dạy cho nhân tộc và yêu tộc cách chiến đấu với tự nhiên, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đồng thời, thần ngũ hành cũng được xưng làm thần tạo thế. Cho dù là Thủy Thần Cung công có ngang ngược hống hách, khi đối diện với thần tích của Phục Hy cũng không dám hành động thô lỗ bất kính. Phục Hy Đại Đế không chỉ là ánh sáng chiếu rọi vạn cổ nhân gian, uy danh của ông ta cũng được truyền xa khắp vũ trụ. Tổ tiên viễn cổ cũng từng muốn chinh phục nhân gian, đã phái hai vị đại trưởng lão Hồng Vân và Minh Hà đến tìm hiểu tình hình ở nhân gian. Sau khi hai người họ tận mắt chứng kiến thần uy của Phục Hy Đại Đế, đã từ bỏ kế hoạch chinh phục nhân gian rồi xin bái Phục Hy làm thầy. So với Phục Hy, thì sức ảnh hưởng của Nữ Oa rõ ràng còn kém xa. Bởi vì từ đầu đến cuối Nữ Oa đều là tín đồ trung thành của thiên đạo bất nhân, bà ta liền hỗ trợ thiên đạo tạo ra thảm họa thiên tai giáng xuống nhân gian. Sau khi tam đạo tái xuất, địa vị của Nữ Oa càng tụt dốc không phanh. Mặc kệ có là ma đạo, nhân đạo, hay thiên đạo, đều rất lạnh nhạt với Nữ Oa, chưa từng có mối giao tình nào với cung Oa Hoàng. Nhìn bóng lưng của vị được ca tụng trong truyền thuyết, tâm trạng tôi lúc này vô cùng phức tạp. Tuy ma đạo tổ sư tung hoành khắp trốn ở tam giới, nhưng danh tiếng và sức ảnh hưởng ông ấy đối với hậu thế, không thể sánh ngang với Phục Hy. Không chỉ mỗi tôi bất ngờ khi thấy người đến quyết đấu với tôi là ông ta, kể cả nữ đế, đạo đức thiên tôn, Tạ Lưu Vân cũng ngạc nhiên không kém. Phản ứng của Tạ Lưu Vân là kích động nhất, bởi vì phương pháp dùng kiếm lục nhiệm M dương dò xét thiên cơ, thật ra được sinh ra từ tiên thiên bát quái, xét ở điểm này, Phục Hy có thể được xem là sư tổ của ông ta. Cửu U Nữ Đế nhặt một cánh hoa lên, để mặc những cánh hoa khác đỏ ửng cả nền đất. Sau đó, tôi nghe thấy thần niệm của truyền âm đến. Phục Hy sớm đã chết rồi, trước mặt cậu là linh thể của ông ta, nhưng mà, sau khi hấp thụ hồn năng dồi dào trong lòng sông Vong Xuyên, không hề thua kém chiến thể bất diệt của cậu đâu. Sông Vong Xuyên đã tồn tại trước khi hậu thổ nương nương hóa thân thành lục đạo luân hồi. Suốt ngàn năm dài đằng đẵng, không biết sông Vong Xuyên đã chứa bao nhiêu oán hồn, cũng không biết có bao nhiêu oán hồn đã hóa thành hồn năng. Nghe đồn rằng, vực sông Vong Xuyên, một nửa là nước hoàng tuyền, một nửa là hồn năng. May mắn là, 3.000 năm trước phá quân Thiên Tôn đã từng chém nứt sông Vong Xuyên một lần, tổn thất hơn 7 phần hồn năng. Nếu không thì, lỡ như âm hồn của Phục Hy hấp thụ hết toàn bộ lượng hồn năng đó, thì thân xác của ông ta còn đáng sợ hơn thủy họa sau khi đã niết bàn 9 lần. Được nữ đế nhắc nhở, tôi càng dầu dĩ hơn. Nếu như Phục Hy chỉ là một ảnh linh hồn, thì mặc kệ ông ta dùng thủ đoạn gì, tôi đều có thể xử lý dễ dàng bằng kiếm thái cổ, bởi vì thần hồn khá yếu ớt. Đáng tiếc, linh thể của Phục Hy rất cường tráng, mạnh đến mới chiến thể bất diệt của tôi cũng không sánh bằng. Chương 1088, Túc Mệnh Quyết Đấu 2. Đây quả thật là một trận chiến khá khó khăn, chẳng trách lòng tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có. Chưa nói đến sức mạnh chiến đấu của Phục Hy, 8 món bảo bối do chính ông ta thi triển, mỗi một món đều có uy lực khiến trời long đất lở. Đến tận ngày hôm nay, tôi không chắc Phục Hy còn bao nhiêu món pháp bảo nữa, tôi biết Nữ Oa đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay. Trong 8 món bảo vật của Phục Hy, Tranh Long Hà, Sách Quân Lạc bị hủy ở dưới thành hoang mạc Long Môn. Cỏ Thanh Phệ đã thiêu hủy sau khi Phục Hy chết, Bình Luyện Yêu bị phá hủy ở núi Bất Chu, bộ sách Trường Sinh bị hậu thổ nương nương luyện hóa thành bộ sinh tử. Thương Huyền Thiên đã rơi vào tay Đắc Kiều công chúa thuộc phía tiên đạo. Tính đi tính lại, thì 8 món bảo vật Phục Hy chỉ còn sót lại đàn Phượng Hoàng và bát quái lục chưa xuất hiện. Lúc tôi vừa mới tới đây, đã nhìn thấy Nữ Oa mỉm cười chạy đến trước mặt Phục Hy, dâng lên 2 món pháp bảo, chính là đàn Phượng Hoàng và cuộn bát quái. Ca, vì ngày hôm nay muội đã tốn rất nhiều năm để chuẩn bị hết mọi thứ cho huynh. Nữ Oa nói, đợi ta giết chết ma đạo tổ sư đoạt lấy thân xác của cậu ta, liền có thể mãi mãi ở bên cạnh muội rồi. Phục Hy nói, sau khi Phục Hy xuất hiện, vẫn luôn quay lưng về phía tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thế nhưng nghe lời vừa rồi của ông ta, tôi mới nhận ra giọng điệu của ông ta lại dịu dàng đến vậy. Đáng tiếc, trước kia sự dịu dàng của ông ta đều dành cho nhân gian, vì muốn tạo phúc cho chúng sinh, mới sáng chế tạo ra 8 món bảo vật Phục Hy, nhưng bây giờ lại chỉ dành hết cho một mình Nữ Oa. Thậm chí vì Nữ Oa, ông ta có thể chấp nhận làm một con chó săn cho thiên đạo. Thời gian đủ sức thay đổi mọi thứ, ý chí kiên định của Phục Hy Đại Đế cũng không chịu đựng nỗi cô đơn lạnh lẽo. Người chấp nhận bị lãng quên, cam tâm tình nguyện từ biệt với người sống chỉ có mỗi Thái Cổ Minh Giới Tử Thần. Nhìn thấy Phục Hy, tôi cuối cùng hiểu lý do vì sao Thùy Họa lại chọn cách quên đi tất cả, và cũng hiểu cô ấy thật sự sẽ không quay về bên cạnh tôi nữa. Phục Hy niệm chú ngữ, cuộn bát quái biến thành một chiến giáp phục lục bát quái màu đen, đàn Phượng Hoàng lại biến thành một chiếc rìu có hình thù kỳ lạ. Trong thần thoại dân gian, cũng có truyền thuyết kể về việc Phục Hy khai thiên lập địa. Nói Phục Hy một tay cầm cây rìu khổng lồ, trẻ hỗn độn làm đôi. Lúc này nhìn thấy chiếc rìu mà đàn Phượng Hoàng hóa thành, tôi mới biết, có vài truyền thuyết không phải là không có căn cứ. Vũ khí lợi hại nhất của Phục Hy không phải Thương Huyền Thiên, là rìu Phượng Hoàng. Pháp bảo hộ thân kiên cố nhất không phải Sách Lạc Quân, mà là chiến giáp phục lục bát quái. Sau khi mặc giáp xong xuôi, khí thế tỏa ra trên người Phục Hy bỗng nhiên thay đổi. Tuy nhìn vẫn là linh thể người phàm, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình sắp đối đầu với một vị cao nhân thần thánh còn lợi hại hơn Sứ Giả Chiến Tranh. Không hổ danh là đứa con của vận mệnh ngày trước, không hổ danh là người từng được chọn làm đối thủ của thiên đạo. Phục Hy không gấp gáp xoay người chiến đấu với tôi, ánh mắt ông ta vẫn dừng lại trên người Nữ Oa, nắm chặt lấy tay Nữ Oa. Thật ra thì, từ lúc xuất hiện đến giờ, ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi người Nữ Oa. Tạ Lan, ta thật sự không ngờ, có một ngày cậu lại chết trong tay ông ta. Tạ Lưu Vân thở dài nói, ông cũng cảm thấy tôi không có chút cơ hội giành chiến thắng nào sao? Tôi hỏi, tuy rằng ta không biết trình độ kiếm thái cổ của cậu đã đến mức nào rồi, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Chuyện gì vậy? Thanh côn lôn tuyết trong tay cậu, tuyệt đối không thể chém đứt chiến giáp phục lục bát quái trên người Phục Hy Đại Đế đâu. Nếu tôi muốn đánh với Phục Hy, nhất định phải đánh cận chiến. Bởi vì vực trả hồn cũng là một phần của lục đạo luân hồi, không thể phá hủy nó. Dưới tình hình này, thì tôi vừa không thể mở kiếm vực thái cổ, cũng không thể triệu hồi kiếm hải hỗn độn. Giống như tôi, Phục Hy cũng sẽ không sử dụng sức mạnh lĩnh vực, càng sẽ không sử dụng thủ đoạn thần thông cấp độ hủy diệt trời đất. Nhìn có vẻ không công bằng, nhưng thật ra đối với tôi đã rất công bằng rồi. Thái cổ kiếm vực tuy mạnh, nhưng Phục Hy có bí mật của thần tạo thế, thần vực tạo thế của ông ta, tuyệt đối sẽ không yếu hơn kiếm vực thái cổ của tôi. Chỉ còn cách đánh cận chiến, tôi mới có cơ hội, bởi vì tấn công cận chiến của Thái Cổ Tam Kiếm sẽ kích hoạt sức mạnh của Thái Cổ Tam Kiếm. Kiếm côn lôn tuyết được ngưng tụ từ kiếm thai, hấp thụ khí tức tiên thiên canh kiếm của thuần quân biến thành thực thể, nếu như đến cả côn lôn tuyết cũng không thể chém đứt chiến giáp bát quái phục lục trên người Phục Hy, vậy thì trận chiến này tôi thua chắc rồi. Diễn sinh thần thông của kiếm khí tuy lợi hại, nhưng sức phòng thủ của chiến giáp phục lục bát quái càng lợi hại hơn, chiến giáp không vỡ thì tôi không thể gây đánh trọng thương hồn thể của Phục Hy. Ma đạo tổ sư, đã đến lúc rồi. Phục Hy xoay người, nhìn tôi rồi lạnh lùng nói. Tôi cầm kiếm tiến thẳng đến chỗ Phục Hy. Chương 1089, Lục Đạo Cầm Huyền 1. Lúc tôi nhấc kiếm đi về phía Phục Hy, tâm trạng vốn thấp thỏm lo lâu, bỗng dưng bình tĩnh trở lại. Linh hồn bùng cháy dữ dội, trong lòng đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi vì tôi biết, bây giờ muốn trốn tránh đã là chuyện không thể, còn đối diện với nó không nhất thiết là chuyện khó khăn. Tuy rằng chưa chắc có cơ hội được sinh ra lần nữa, nhưng mà, chỉ cần không bỏ buộc, thì tất nhiên sẽ có hy vọng. Năm đó Cửu Long cũng chỉ vì muốn tìm kiếm một hy vọng sống mong manh, mới âm thầm kéo quan tài theo đường sông Hoàng Hà. Lúc sắp bắt đầu trận quyết đấu giữa tôi và Phục Hy, thì nữ đế bất thình lình đứng dậy. Cô ấy vừa đứng dậy, thì đã khiến mọi người xung quanh tập trung sự chú ý lên người cô ấy. Vực trả hồn là một phần của lục đạo luân hồi, nữ đế là chủ nhân của lục đạo luân hồi. Người mời ma đạo tổ sư bước vào trận ác chiến, thì hôm nay người chứng kiến trận ác chiến của tôi cũng là cô ấy. Nữ đế, có lời gì muốn nói sao? Sắc mặt của Sứ Giả Chiến Tranh lộ ra vẻ khiêu khích. Cuộc chiến của ma đạo tổ sư, cô chắc chắn phải nhúng tay vào. 3.000 năm trước Ma Đạo Tổ Sư chết tại vực trả hồn, nhân quả mà cô nợ ông ấy đến nay vẫn chưa trả hết, bây giờ Tạ Lan gặp nguy hiểm, cô muốn giải quyết hết tất cả ngay tại đây. Nữ đế, không biết nữ đế muốn kết thúc như thế nào đây? Sứ giả chiến tranh hỏi, Ma Đạo Tổ Sư, đưa kiếm của cậu cho tôi đi. Nữ đế không trả lời ông ta, mà quay đầu sang tôi nói. Tôi không chần chừ gì hết, ngay lập tức đưa kiếm Côn Lôn Tuyết cho nữ đế. Nữ đế đón lấy kiếm, rồi giơ đôi tay ngọc ngà trắng như ngọc lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt kiếm. Sau đó, trên kiếm bỗng hiện đầy hoa văn kỳ lạ. Cô chỉ có thể giúp đến đây thôi, nếu như cậu chết đi, cô sẽ đợi cậu ở lục đạo luân hồi. Nữ đế nói, cảm ơn nữ đế bệ hạ. Đóa hoa trên kiếm Côn Lôn Tuyết, không hề mài kiếm của tôi trở nên sắc bén hơn. Điểm này, tất cả những người có mặt ở đây đều nhận ra được. Vì thế không có ai dị nghị, bởi vì cô ấy cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu. Nhưng tôi biết, nữ đế đang dùng cách mà chỉ có hai người chúng tôi biết, nhằm bảo vệ mạng sống của tôi. Trận chiến bắt đầu, tôi đứng đối diện với Phục Hy. Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 50 thước, 50 thước là khu vực cấm kỵ của thần. Tôi và ông ta đều là đứa con của vận mệnh, vì thế, lúc chúng tôi lao vào chém giết lần nhau, tôi dường như nghe thấy tiếng than thở vang vẳng bên tai, đây là tiếng than thở của vận mệnh. Thiên đạo không thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, đồng thời vận mệnh không có cách nào sắp đạp đường đi của thiên đạo. Cuộc chiến định mệnh này, chính do một tay thiên đạo sắp xếp. Thời gian dần trôi qua, tôi và Phục Hy đều không vội vàng ra tay. Diêu Phượng Hoàng, ánh hoàng kim trên mặt diều từ từ biến mất. Trên lưỡi diều còn khắc dấu vết của dây đàn, tay trái Phục Hy cầm diều, tay phải đặt trên dây đàn. Dường như chỉ cần ông ta muốn, bất cứ lúc nào dùng món vũ khí giết người độc nhất vô nhị này tấu một khúc nhạc. Vực trả hồn là cửa sinh môn của MT, nếu như xem MT là một vùng đất chết, vậy thì vực trả hồn chính là đường sống duy nhất ở đây. Nhảy xuống vực trả hồn, có thể quay về âm gian. Nhưng mà, vực trả hồn cũng chính là nơi kết thúc mọi thứ. Bởi vì lúc nhảy xuống vực trả hồn, cũng đồng nghĩa với việc không còn đường lui nữa. Cho dù trùng sinh trở lại, cũng sẽ không phải là người lúc trước, mà sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Vì thế, thứ mà vực trả hồn có nhiều nhất chính là oán niệm. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, oán niệm hóa thành sương mù dày đặc, che phủ hết vực trả hồn, làm mỗi người khi nhìn nó đều phải thở dài. Tuy rằng tôi và Phục Hy chưa xuất chiêu, nhưng hai chúng tôi đều chịu luồng oán niệm dày đặc bủa vây, tâm trạng càng lúc càng nặng nề hơn. Không phải tôi không có cách giải quyết, chỉ cần tôi nhảy xuống dưới, liền thoát khỏi đại nạn này. Và cái giá phải trả là, kể từ bây giờ sẽ không còn Ma Đạo Tổ Sư nữa, và tôi cũng mất đi thân phận đứa con của vận mệnh. Nếu hỏi Ma Đạo Tổ Sư ngày trước, thì ông ấy nhất định sẽ không chọn nó, và tôi cũng vậy. Phục Hy vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, không biết ông ta lại nghĩ đến chuyện gì rồi. Ông có hối hận vì năm đó không? Tôi hỏi, hối hận điều gì, phản bội lại vận mệnh của chính mình. Phục Hy trầm mặc, một hồi lâu mới nói, vấn đề này ta cũng đã hỏi bản thân vô số lần rồi, đáp án cuối cùng, vẫn là ta không hối hận. Nếu như vận mệnh cho ta cơ hội lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Tại sao? Chương 1090, Lục Đạo Cầm Huyền 2. Ta có thể biết trước huyền cơ vận mệnh trong bóng tối, vì thế ta hiểu ra sự đáng sợ của thiên đạo. Không một ai đủ sức đánh bại thiên đạo, cho dù đó là vận mệnh cũng không có cách hạ gục hắn. Nếu như tập hợp sức mạnh của chúng sinh thì sao? Tôi hỏi, trời muốn diệt chúng sinh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng chúng sinh muốn đối địch với trời chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lỡ như thất bại, tất cả mọi người đều sẽ chết. Phục Hy nói, năm đó ông vì không nỡ để chúng sinh chịu chết, mới từ bỏ vận mệnh của mình sao? Có lẽ vậy, Ma Đạo Tổ Sư, thật ra khi ấy ta cũng có lòng từ bi như ông ấy. Tuy rằng ta không sáng lập ra Ma Đạo, nhưng những gì ta làm còn vĩ đại hơn ông ấy nhiều. Ma Đạo Tổ Sư có câu thơ, ngũ hành vì ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng ra hữu duyên. Thật ra những gì Phục Hy đã làm cho nhân tộc, yêu tộc và nhân gian không hề ít hơn Ma Đạo Tổ Sư, nếu không ông ta sẽ không được nhân tộc tôn làm tổ sư sáng lập ra văn hóa nhân loại, là người đứng đầu tam hoàng. Vì thế, tôi tin những gì ông ta nói. Đáng tiếc, ông không có được lòng can đảm như ông ấy. Tôi nói, lòng can đảm sao, có lẽ nên gọi là ngu ngốc mới hợp đấy. Phục Hy nói, ông thật không chịu quay đầu sao? Tôi hỏi, ha ha, trước đây ta từng nhân từ với cả chúng sinh, nhưng hiện giờ lòng ta chỉ khoan dung cho một người mà thôi. Phục Hy mỉm cười nhẹ, tay phải vuốt nhẹ dây đàn trên diều Phượng Hoàng. Lúc tôi đang nói chuyện với ông ấy, ý chí thần hồn đã nhiều lần đối chọi với nhau, cuối cùng chẳng có ai thuyết phục được ai hết. Nếu đã không thể dùng ý chí chinh phục đối phương, vậy chỉ còn cách hành động thôi, phải đánh bại thân xác của đối phương. Trên diều Phượng Hoàng có 6 dây đàn, dây thứ nhất vừa rung lên, sương mù oán niệm dày đặc đã bắt đầu hỗn loạn, bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp ầm ầm. Lốc xoáy cuồng phong kéo đến, sấm sét đùng đùng, luồng sát cơ ồ ạt ập về phía tôi như cơn sóng thần. Cả người tôi rung rẩy, lập tức sử dụng tim thất cứu linh lung, bộc phát sát cơ mạnh mẽ chống đỡ. Tạ Lưu Vân lùi về sau mấy bước, Đạo Đức Thiên Tôn bất thình thình chắn trước mặt ông ấy. Nữ Oa và Châu Khất vẫn bình tĩnh, với sức mạnh hiện giờ của họ, sát cơ cỡ này chưa đủ sức tổn thương họ. Nhưng sắc mặt của cung chủ Diêu Trì trông rất khó coi, người có sức mạnh chiến đấu yếu nhất ở vực Trả Hồn là bà ấy, chỉ có chiến lực đạo tổ bình thường, còn đang chờ cuộc chiến phong thần tìm kiếm cơ duyên phù hợp với mình. Bà ấy lùi về sau mấy bước, lúc sắp ngã xuống vực Trả Hồn, Cửu U Nữ Đế phất tay áo, kéo bà ấy ra sau lưng mình, mới giúp bà ấy đứng vững được. Tôi và Phục Hy cùng phóng thích sát cơ, nhưng cả hai đều không đem sát cơ hóa thành năng lượng hủy diệt. Bởi vì vực Trả Hồn không thể chịu đựng được năng lượng xung kích hủy diệt quá mạnh, mà Cửu U Nữ Đế cũng quyết không đứng yên nhìn người khác phá hủy vực Trả Hồn. Dây đàn vang lên tiếng thứ hai, sát cơ càng điên cuồng tăng. Rõ ràng cơ thể vẫn đứng lên vực Trả Hồn, nhưng dây đàn thứ hai giống như đã đá thẳng tôi đến thời đại thượng cổ. Trời đất tối sầm, âm u mù mịt, sóng biển cuồn cuộn, mặt đất nứt nẻ, lốc xoáy cuồng phong và sóng thần trào dâng càn quét nhân gian. Muôn thú gầm rú, vạn tộc than khóc, đối mặt với uy lực kinh người, làm tôi nhớ đến Từ Phúc, nhớ đến nhân tộc. Có người này tồn tại giữa trời đất, trong lòng lập tức dấy lên lòng kiêu hãnh, ý chí chiến đấu tiếp tục dâng cao thôi thúc tôi xông lên phản kháng lại Phục Hy. Phục Hy có 6 dây đàn, đại diện cho trời đất, tự nhiên, muôn thú, quỷ hồn, núi sông, cây cỏ. Sát cơ nuôi dưỡng nhờ trời đất là yếu nhất, đợi ông ấy đem sát cơ hòa trộn vào trong mỗi cây cỏ, ý chí chiến đấu sẽ tăng đến cực hạn. Cuối cùng, dây đàn thứ 6 vang lên, tôi phát hiện ra mỗi một nhánh cỏ, mỗi một cái cây trên vực Trả Hồn, thậm chí là mỗi một viên đá, đều chứa đầy sát cơ đáng sợ, sát cơ như sóng thần, dường như muốn nhấn chìm tôi vậy. Chính lúc này, hai tay Phục Hy nắm chặt Diều Phượng Hoàng, nhào tới phía chém tôi. Giây phút Diều Phượng Hoàng giơ lên, tôi liền nghe một tiếng phượng hót. Phượng Hoàng phi thăng là chuyện hiếm có nhất trần đời. Nhưng tiếng phượng hót này đang báo hiệu giờ chết của tôi đã điểm. Thần kiếm phiêu diêu, quỷ kiếm ảo diệu, ma kiếm uyển chuyển. Tôi đã đem tất cả áo nghĩa của Thái Cổ Tam Kiếm đều ngưng tụ hết lên người Côn Lôn Tuyết, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp chém ngang Diều Phượng Hoàng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, cả vực Trả Hồn đều rung lắc dữ dội, ngọn núi tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chấn động quá lớn, lan rộng đến khu vực MT. Không biết có bao nhiêu vong hồn quỳ rạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía vực Trả Hồn. Năng lượng hủy diệt từ Diều Phượng Hoàng truyền đến Côn Lôn Tuyết, Côn Lôn Tuyết gần như sắp vỡ, mà cơ thể của tôi càng sắp không trụ vững nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Trong cuộc chiến này, tôi không phải đối thủ của Phục Hy. Chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng chống đỡ, mới tìm thấy một con đường sống. Chương 1091, Hồn nhập Huyền Quan 1. Diều Phượng Hoàng của Phục Hy, mỗi lần vung lên, đều mang uy lực hủy diệt trở đất khai thiên lập địa. Mà nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, sát cơ dồn nén không bộc phát ra bên ngoài, không làm tổn thương đến một ngọn cỏ một cành cây trên vực Trả Hồn, khóa chặt mọi cử động của tôi. Tôi dùng quỷ kiếm phóng lên trời né tránh, nhìn mỗi lần tránh né đều bị Diều Phượng Hoàng chặn đánh. Diều chém rách bộ áo đạo sĩ của tôi, để lại vô vàng vết thương trên người tôi. Rất nhanh, máu của tôi đã nhuộm đỏ hết vực Trả Hồn. Không có một giọt máu nào bay ra, khi chạm đất liền biến thành đóa bỉ ngạn. Không lâu sau, vực Trả Hồn đã mọc đầy hoa bỉ ngạn, biển hoa nở rộ, máu tươi tỏa mùi thơm ngào ngạt. Đáy mắt nữ đế toát lên vẻ bi ai xót xa, Đạo Đức Thiên Tôn cũng cau mày buồn bã. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng này, 3000 năm trước Ma Đạo Tổ Sư tử trận ở vực Trả Hồn, nơi đây cũng mọc đầy hoa bỉ ngạn. Mặc kệ đòn Côn Lôn Tuyết có điên cuồng tấn công đến mấy, Phục Hy đều có thể dùng thân pháp ảo diệu dễ dàng tránh né. Dường như ông ta có thể đoán trước mọi hướng tấn công của tôi. Tạ Lưu Vân nói sai một chuyện, Côn Lôn Tuyết của tôi không phải chém không đứt áo giáp phù lục bát quái trên người ông ta, mà là căn bản không có cơ hội để chém. Cách thi triển pháp thuật của đạo môn, bộ cang cước đấu. Cách chiến đấu của Phục Hy, vạn pháp tự nhiên, võ động càn khôn. Mỗi một động tác đều là kết quả sau một hồi tính toán kỹ lưỡng, mặc kệ tôi liên tục thay đổi cách đánh và phương hướng tấn công cũng vô dụng. Nếu không phải tôi có thể cưỡi quỹ kiếm tránh né, thì sớm đã bị Diều Phượng Hoàng chém đứt làm đôi rồi. Tiên thiên bát quái của Phục Hy không có gì không làm được, hai khí tức âm dương tiên thiên ngũ hành đều do bát quái thi triển. Càn khôn tương kích, chấn đoái tương kích, ly tốn tương kích. 3 tăng lên 5, 5 tăng thành 9. Chiêu kiếm của tôi càng lúc càng điên cuồng hơn, thân pháp Phục Hy cũng ngày một ảo diệu uyển chuyển hơn. Đồng thời, Diêu Phượng Hoàng cũng ngày một đáng sợ hơn. Bóng Diêu nặng chiếu, sát khí tỏa ra ngày một lợi hại hơn, khắp nơi đều là vết chém của Diêu Phượng Hoàng. Không gian để tôi thi triển chiêu thức càng lúc càng bị thu hẹp, ngay đến lĩnh vực quỷ kiếm cũng không thể đột phá được. Vai trái bị Diêu Phượng Hoàng chém trúng, nửa người trên đều nát bét, máu chảy ròng rọc. Tôi chưa kịp đứng vững, thì chân trái đã bị trọng thương, khiến tôi đau đến tận thấu xương, xém chút nữa phải quỳ xuống. Vết thương ngày một nghiêm trọng hơn, Diêu Phượng Hoàng tinh tuế chắc tuyệt, mỗi lần tấn công đều né mấy vị trí quan trọng, chỉ chảy máu rút mạng. Ông ta muốn có thân xác của tôi, nên mới tận lực tránh việc phá hủy cơ thể của tôi. Rõ ràng người thường dù có tinh thông vạn pháp cũng khó lòng tổn thương chiến thể bất diệt, nhưng khi đứng trước Diêu Phượng Hoàng của Phục Hy, chẳng khác nào đang lấy trứng trọi đá. Lúc cơ thể bị thương, chiến hồn của tôi cũng chịu đòn tấn công thần hồn của Phục Hy. Phục Hy nuốt chửng sông Vong Xuyên, hấp thụ hồn năng, vừa dùng Diêu Phượng Hoàng rút cạn sức sống của tôi, vừa nhân cơ hội truyền sức mạnh hồn năng vào huyệt đạo của tôi. Con người có đến 360 huyệt vị, mỗi huyệt vị đều liên kết với thần hồn. Nếu như mỗi huyệt vị đều bị phong bế, thì thần hồn chỉ đành rời khỏi cơ thể. Hai sát chiêu đáng sợ, một chính một tà, âm dương kết hợp. Một âm một dương, thần âm dương khó lường. Phục Hy dùng thần thông tiên thiên bát quái, cùng lúc thi triển hai sát chiêu, thần hồn của tôi càng lúc càng đau đớn, giống như không muốn ở lại trong cơ thể của tôi. Đây quả thật là một trận chiến tuyệt vọng, cho dù tôi từng trải qua cổ địa miêu cương. Tim thất khiếu linh lung có thể giúp tôi luôn tỉnh táo giữ vững được đầu óc, nhưng từ lúc bắt đầu trận đấu này, trái tim tôi đã bị giam lỏng trong sương mù dày đặc rồi. Côn Lôn Tuyết hết lần này đến lần khác cố gắng chém đứt chiến giáp phù lục bát quái trên người Phục Hy nhưng chỉ tốn công phí sức, ma kiếm bị đẩy lùi, thần kiếm nổ tung, quỷ kiếm đâm xuyên cũng không thể đục một lỗ thủng trên chiến giáp. Sức mạnh bát quái thuần thục biến hóa khôn lường, dường như vạn vật trong trời đất đều được khắc lên tấm áo giáp này. Sông núi đất đai, nhánh cỏ hòn đá, mặt trăng mặt trời cùng các vì sao, chim bay cá nhảy. Thứ mà tôi đang đối mặt không phải là Phục Hy, mà là thế giới do Phục Hy kiểm soát. Cuối cùng, thần hồn của tôi đã đến thời điểm thoát khỏi cơ thể, sự sống cũng sắp cạn kiệt. Tôi đã không còn sức chiến đấu, tay cầm Côn Lôn Tuyết quỳ rạp trên mặt đất. Phục Hy ra đòn công kích thần hồn để phong ấn huyệt thần đình của tôi, rồi ngừng tấn công, đứng trên cao nhìn xuống chỗ tôi, mà đạo tổ sư, cậu thua rồi. Nếu như ông muốn đánh bại tôi hay giết chết tôi, thì trận đấu này tôi thật sự đã thua rồi. Nếu như ông muốn đoạt lấy cơ thể của tôi, thì tôi chỉ có thể nói với ông, trận chiến này mới vừa bắt đầu thôi. Tôi nói, chương 1092, Hồn nhập Huyền Quan 2. Huyệt thần đình bị phong ấn, đã chặt đứt mối liên kết giữa thể xác và huyền quan, vừa không thể tự hủy huyền quan, mà thần hồn cũng không thể trốn vào trong huyền quan. Mà do toàn bộ huyệt đạo của tôi đã bị điểm, thần niệm cũng bị cấm sử dụng, không thể giải trừ phong ấn huyệt thần đình được. Lúc này đây, nếu như tôi không muốn chết thì chỉ còn cách để thần hồn rời khỏi cơ thể, sau đó nhảy xuống vực trả hồn. Nếu như tôi làm như vậy, chẳng khác nào thiêu hủy thần hồn. Từ đó về sau sẽ không còn ma đạo tổ sư, cũng không còn người được xưng là đứa con của vận mệnh nữa. Ma đạo tổ sư, cậu đã không còn tư cách để đấu với ta nữa. Huyệt thần đình đã bị phong ấn, bây giờ cậu chỉ còn cách để thần hồn rời khỏi cơ thể. Ta có thể hứa với cậu, nếu như cậu tự nguyện từ bỏ thân xác này, ta sẽ không ngăn cản thần hồn của cậu nhảy xuống vực trả hồn. Nếu như tôi không chịu bỏ cuộc thì sao? Ha ha, vậy thì đành để tay tự tay hủy diệt cái linh hồn ngang ngược hống hách của cậu thôi. Nói xong, Phục Hy đại đế hất tay chỉ thẳng vào đỉnh đầu tôi. Sau khi huyệt thần đình bị phong bế, thần hồn của tôi được giấu dưới đỉnh đầu, lúc này đây tôi đã không còn sức phản kháng, chỉ cần ông ta phát động công kích, liền có thể bóp vụn thần hồn của tôi. Dù chiến hồn bất tử kiên cố vững chắc đến mấy, thì đã bị tàn phá nặng nề chẳng khác nào ngọn đèn trước gió trong trận chiến vừa rồi, nó đã không còn đủ sức ngăn cản đòn tấn công thần hồn của Phục Hy nữa. Tôi nhắm nghiền hai mắt, hai tay nắm chặt thanh Côn Lôn Tuyết. Tiếp đó Phục Hy đem thần hồn truyền vào cơ thể tôi liền cảm thấy một luồng sức mạnh long trời lở đất đang tiến thẳng đến chỗ thần hồn tôi. Thần hồn như chiếc thuyền gỗ mục nát, trơ trọi giữa biển bất cứ lúc nào cũng bị sóng thần cuốn trôi. Nó hốt hoảng chạy đến chỗ huyệt thần đình, nhưng lại không thể tìm thấy lối ra. Thật ra chỉ cần tôi muốn thì thần hồn liền có thể chạy vào huyền quan, nhưng vì huyệt đạo toàn thân tôi đã bị phong ấn nên thần hồn không tìm thấy lối thoát, chỉ đành miễn cưỡng chạy đến chỗ huyệt thần đình. Thần hồn sắp bị hủy diệt, tôi thậm chí còn nghe thấy cờ chiêu hồn trong huyền quan bắt đầu tuyên bố cái chết của tôi. Biển hoa bỉ ngạn rời khỏi cờ chiêu hồn, hóa thành mưa máu, cả mảng huyền quan chìm sâu vào nỗi cô đơn tuyệt vọng. Ma đạo tổ sư Tạ Lan, đã viên tịch, chữ viên tịch vừa thốt lên, hoa bỉ ngạn trên thanh kiếm Côn Lôn Tuyết đã rời khỏi thân kiếm, hóa thành tia sáng đỏ chói, nhanh chóng xông vào huyệt thần đình của tôi. Hoa bỉ ngạn do nữ đế ban cho, không hề giúp Côn Lôn Tuyết tăng độ sắc bén, với lại không nằm trong sự kiểm soát của tôi, sẽ không giúp tôi gia tăng sức mạnh chiến đấu, cũng không thể thay đổi kết quả trận đấu. Nhưng mà, đóa bỉ ngạn này có thể cảm ứng cờ chiêu hồn trong huyền quan tôi. Bởi vì, nó và hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn đều do nữ đế tạo ra. Ngay khi cờ chiêu hồn xảy ra điều bất thường, hoa bỉ ngạn trên Côn Lôn Tuyết sẽ cảm nhận được, lập tức tụ hội cùng cờ chiêu hồn. Điều này đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, đợi khi Phục Hy phát hiện ra có điều không ổn vội vàng gia tăng sức mạnh hủy diệt thần hồn rồi, thì tia sáng màu đỏ kia đã phá hủy phong ấn của huyệt thần hồn xuyên thẳng vào trong huyền quan. Cùng lúc ấy, thần hồn yếu ớt của tôi cũng nhân cơ hội đó chạy vào huyền quan. Vừa vào trong huyền quan, biển hoa bỉ ngạn đã điên cuồng kéo đến chỗ thần hồn tôi. Ý chí anh linh của các chiến sĩ đã từ trận cảm nhận thấy ma đạo tổ sư gặp nguy hiểm, họ liền không tiếc hy sinh mọi thứ. Đem toàn bộ sức mạnh ý chí hóa thành sức mạnh bản nguyên linh hồn, dốc sức hồi phục thần hồn của tôi. Chỉ thoáng chốc, thần hồn của tôi đã khôi phục lại bình thường. Phục Hy thẳng thốt nhìn sang nữ đế một cái, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, hình như không quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà ánh mắt của sứ giả chiến tranh nhìn nữ đế đã thay đổi, thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Nữ đế, bà gian lận rồi. Sứ giả chiến tranh nói, còn tưởng ông vẫn còn đủ nhẫn nhại nữa chứ, chưa gì đã nhảy ra chất vấn rồi hả? Nữ đế bệ hạ, bà đã phản bội lại MT rồi. Châu Khất nói, nữ đế từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì vẻ trầm mặc, bởi vì cô ấy đã làm một chuyện mình không nên làm nhất. Tuy ba người kia vô cùng phẫn nộ trước hành vi này, nhưng không hề ra tay với cô ấy, bởi vì họ biết, thiên đạo sẽ tự mình giết chết nữ đế. Tôi là đứa con của vận mệnh, thiên đạo tất nhiên có chỗ đề phòng, nhưng nữ đế không phải. Tất nhiên, bây giờ thiên đạo sẽ không làm vậy, bởi vì trước khi kết thúc cuộc chiến phong thần, thiên đạo vẫn cần lục đạo luân hồi duy trì hoạt động bình thường. Bà cho rằng làm vậy có thể cứu được ma đạo tổ sư sao? Phục Hy nói, có cứu được cậu ấy hay không, Phục Hy đại đế cứ đi vào huyền quan quyết chiến một trận sẽ rõ. Được, bây giờ ta sẽ tiền vào huyền quan của cậu ta, thỉnh giáo cờ chiêu hồn của ma đạo. Chương 1093, ma đạo vô hối 1. Phục Hy vốn là linh thể, trực tiếp hóa thành một tia sáng xuyên quan huyệt thần đình của tôi, xuất hiện trong huyền quan của tôi. Trong huyền quan, tôi đang ngồi xếp bằng dưới cờ chiêu hồn, thanh Côn Lôn Tuyết đặt ngang trên đầu gối. Phục Hy tiến đến chỗ tôi, khóe miệng nhếch lên cười đắc ý, biển hoa bỉ ngạn ngưng tụ sát khí bao vây ông ta, nhưng lại không thể tiếp cận ông ta. Dù đang chiến đấu ở bên trong huyền quan của tôi, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin nắm chắc được phần thắng. Chiến thể bất tử của tôi thật sự kém xa linh thể của Phục Hy, biển hoa cũng không thể làm hại đến ông ta. Thứ duy nhất có thể nhờ cậy vào lúc này chính là cờ chiêu hồn ma đạo sau lưng tôi. Nhưng đáng tiếc, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết uy lực thật sự của cờ chiêu hồn là gì. Phục Hy đến trước mặt tôi, ngồi xếp bằng xuống đất, nhìn thẳng vào tôi, ngồi cách tôi 50 thước. Diêu Phượng Hoàng, lại biến trở lại hình dáng đàn Phượng Hoàng. Phục Hy nhẹ nhàng gãy dây đàn, âm thanh thánh thoát vang lên, cờ chiêu hồn đằng sau lưng tôi bỗng dưng bay phất phới, như có một cơn gió thổi qua. Ma đạo tổ sư, cậu có biết vì sao ta nhất định muốn đoạt lấy thân xác của cậu không? Phục Hy nói, tại sao? Tôi hỏi, chuyện này mới đầu tôi có thể hiểu được, Phục Hy là âm hồn, cần một thân xác rắn giỏi. Cả hai đều là đứa con của vận mệnh, không có ai phù hợp với linh hồn của ông ta hơn tôi, huống chi tôi còn là chiến thể bất diệt. Nhưng mà, lúc tôi phát hiện ra hồn thể của Phục Hy còn mạnh hơn chiến thể bất diệt của tôi, thì tôi liền thấy rối rắm rồi. Thật ra Phục Hy không cần đoạt lấy thân xác của tôi, hồn thể của ông ta càng mạnh hơn nhiều. Hồn năng trong sông Vong Xuyên đã ban cho ông ta sự sống vĩnh hằng. Thật ra, cái mà ta muốn đoạt lấy không phải chiến thể bất diệt của cậu, mà là huyền quan của cậu. Huyền quan của tôi, ma đạo tổ sư, huyền quan của cậu, chính là món quà tuyệt vời nhất mà vận mệnh dành tặng cho cậu. Phục Hy nói, nghĩa là sao, thiên đạo không tiếc mọi giá để giết cậu cho bằng được, chính vì bên trong huyền quan của cậu cất giấu một mảng trời đất không nằm trong sự khống chế của hắn ta. Từ giây phút tôi mở huyền quan, tôi liền biết huyền quan của mình rất rộng lớn, mảng trời bao la mênh mông vô tận. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, nó đại diện cho điều gì? Huyền quan của tôi có áo nghĩa gì? Tôi hỏi, ta không biết, Phục Hy nói, không biết, tôi kinh ngạc thốt lên. Chính vì không biết, mới có rất nhiều khả năng. Huyền quan của tôi từng bị vỡ vụn một lần rồi. Tôi nói, trên núi Không Minh, tôi từng bị vỡ huyền quan, để tiêu diệt cổ ma Bách Lý Xuân Thu. Vỡ vụn đều là ảo giác thôi, không ai có thể đập vỡ huyền quan của cậu, cho dù đó là thiên đạo cũng chỉ đủ sức phong ấn nó, chứ không thể tiêu hủy nó. Chỉ cần đoạt lấy huyền quan của cậu, ta đã có thể thoát khỏi bàn tay kiểm soát của thiên đạo rồi. Ông biết tôi không thể đem huyền quan giao cho một tên nhu nhược chỉ biết chạy trốn, đánh đi, Phục Hy. Tốt lắm, hãy để ta xem thử cờ chiêu hồn của ma đạo rốt cuộc có thể bảo vệ cậu hay không. Nói xong, đàn Phượng Hoàng lại hóa thành Diêu Phượng Hoàng, Phục Hy bắt đầu tăng cường ý chí chiến đấu. Ở bên ngoài tôi không phải là đối thủ của Phục Hy, thì bên trong huyền quan cũng vậy. Nhưng mà, mỗi khi thần hồn của tôi bị thương, biển hoa bỉ ngạn sẽ hóa thành sức mạnh hồn năng bản nguyên giúp hỗ trợ khôi phục thần hồn cho tôi. Tôi không phải đang chiến đấu một mình, mà đang cùng hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo đã tử trận chiến đấu. Thất Thái Minh Vương, Tiếu Ca Thiên Tôn, Lưu Phong Vũ. Những khuôn mặt quen thuộc, những người từng chiến đấu vì ma đạo, đang xuất hiện trong ký ức của tôi. Bọn họ đại diện cho khí số của ma đạo, cũng đại diện cho tín ngưỡng của ma đạo. Tôi rơi vào tuyệt vọng, liều mạng rút kiếm, đáng tiếc thay, kiếm của tôi đến cuối cùng vẫn không thể phá hủy chiến giáp phụ lục bát quát trên người Phục Hy. Điều này có nghĩa là mặc kệ trận chiến này có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, thì cuối cùng người thua cũng là tôi. Biển hoa bỉ ngạn bắt đầu suy yếu, ý chí anh linh của đệ tử ma đạo cũng sắp cạn kiệt. Đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng, bọn họ vốn đã hy sinh vì ma đạo, bây giờ còn vì muốn giúp tôi mà thiêu cháy tất cả sức mạnh ý chí, nỗi đau khổ nhất trần đời cũng chỉ có thể mà thôi. Chương 1094, Ma Đạo Vô Hối 2. Tôi chưa từng hối hận quyết định trở thành ma đạo tổ sư, nhưng thời khắc này tôi thật sự đã hối hận rồi. Tôi muốn đi cùng bọn họ, nhưng lại không còn mặt mũi nào để đi cùng họ. Nếu như tôi không làm ma đạo tổ sư, tôi sẽ không đưa bọn họ rời khỏi Hàn Hoang, thì ngay hôm nay, bọn họ sẽ không phải bỏ mạng như vậy. Cho dù biết đệ tử ma đạo đã tử trận, trước mắt chỉ là ý chí anh linh của họ, không phải linh thức, cũng không phải sinh mạng của họ được tiếp tục duy trì, nhưng nỗi đau đớn tột cùng vẫn khiến tôi không còn đủ sức vung kiếm. Thậm chí tôi còn muốn từ bỏ phản kháng, để Phục Hy giết chết tôi, lấy cái chết để tạ tội. Nhưng mà, nếu tôi chết rồi, thì chỉ biến sự hy sinh của họ sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Nhớ đến điều này, tôi chỉ đành cắn răng chiến đấu tiếp, liều mạng đối chọi lại mỗi đòn công kích của Phục Hy đại đế. Ngay lúc đóa hoa bỉ ngạn cuối cùng trên cờ chiêu hồn cũng đã héo úa, trong huyền quan của tôi cũng không còn sót lại ý chí anh linh nào nữa, bao gồm cả thế gian đằng sau cờ chiêu hồn. Những đệ tử ma đạo của đảo Kim Ngao ký thác vào hư ảo, cũng đã hoàn toàn tan biến. Một đời chiến đấu vì ma đạo, đến cả ý chí còn sót lại cũng tiêu tán vì ma đạo. Tấm lòng son sắt của đệ tử ma đạo dành cho ma đạo, còn quý giá hơn tất cả bảo vật trên trần đời. Biển hoa bỉ ngạn đã tan biến, cờ chiêu hồn đã khôi phục lại diện mạo ban đầu, thế giới đằng sau cũng đã tiêu vong. Thật ra bên trong cờ chiêu hồn chỉ là một mảng hư vô, có thể biến ra hình dáng của đảo Kim Ngao, đều nhờ hoa bỉ ngạn, dùng để ký thác cuộc đời của đệ tử ma đạo. Cờ chiêu hồn sau khi hồi phục lại hình dáng ban đầu, trông càng lạnh lẽo và nặng nề hơn. Sự lạnh lẽo và nặng nề khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Giờ phút này chỉ còn mình tôi chiến đấu với Phục Hy. Thoáng chốc, thần hồn của tôi lại lần nữa lay lắc như ngọn đèn trước gió. Điều đáng cười là, tôi không chết trong tay thiên đạo, và bại dưới tay Phục Hy, đứa con bị vận mệnh vứt bỏ. Chính vì đã đến điểm dừng, có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc. Sau cái chết của tôi, tất cả sẽ được đặt dấu chấm hết. Có lẽ, thế giới vốn không nên có ma đạo. Chính lúc Phục Hy chuẩn bị dùng Diều Phượng Hoàng phá hủy thần hồn tôi, cờ chiêu hồn bỗng dưng rung lắc kịch liệt. Tiếp đó một thần niệm vang vọng lên, ma đạo bất hối. Bốn chữ này vừa vang lên, bỗng nhau có hàng ngàn hàng vạn hình bóng đệ tử ma đạo xông ra từ cờ chiêu hồn. Tôi cứ tưởng sau khi hoa bỉ ngạn héo đi, thì ý chí anh linh của đệ tử ma đạo cũng đã tan biến. Nhưng mà, tôi đã quên mất, cờ chiêu hồn cũng có ký ức của nó. Chỉ cần cờ chiêu hồn chưa bị hủy, thì ý chí đệ tử ma đạo cũng mãi trường tồn theo thời gian. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo xếp thành đội quân, khí thế hừng hực bao trùm cả huyền quan. Phục Hy vốn luôn giữ bình tĩnh cuối cùng phải nhăn nhó, bởi vì ông ta không thể chịu đựng được khí thế áp đảo của đội quân. Diêu Phượng Hoàng bỗng chốc trở nên nặng nề, cùng lúc ấy, sức mạnh chiến đấu của tôi cũng được gia tăng rõ rệt. Gió đã đổi chiều, tôi dần dần lấy lại ưu thế. Cờ chiêu hồn bay phất phới, sĩ khí của đệ tử ma đạo không ngừng dâng cao. Phục Hy muốn mở thần vực tạo thế, hòng ngăn chặn khí thế của đội quân ma đạo. Nhưng mà, thần vực tạo thế của ông ta không thể mở ra được. Hệt như ông ta từng nói, huyền quan của tôi là nơi thiên đạo không thể kiểm soát được, và ông ta cũng không thể khởi động thần vực tạo thế trong huyền quan của tôi. Thấy tình hình trở nên ngày càng bất lợi, Phục Hy trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống, Diêu Phượng Hoàng cũng mất kiểm soát. Ngược lại, đường kiếm của Côn Lôn Tuyết càng lúc càng chính xác hơn. Cứ theo tình hình này, nếu tôi muốn phá hủy lớp áo giáp phù lục bát quái trên người Phục Hy, chỉ còn vấn đề thời gian thôi. Không nhớ rõ tôi đã chém bao nhiêu đường kiếm, cuối cùng chiến giáp phù lục bát quát đã không thể trụ vững trước đòn đánh tới tấp của tôi và bắt đầu xuất hiện vết nứt. Có một vết, tất nhiên sẽ có hai vết, sau đó là ba vết. Cuối cùng tôi tấn công vào ngay giữa ngực Phục Hy, bát quái hộ tâm cũng nổ tung. Mất đi sự bảo vệ của chiến giáp phù lục bát quái, linh thể của Phục Hy phải đối diện trực tiếp với đòn sát thủ của Thái Cổ Tam Kiếm. Phục Hy đã nuốt chửng hồn năng của sông Vong Xuyên, sở hữu sức sống vô hạn. Nhưng mà, sức sống có mạnh mẽ đến mấy, cũng phải đến lúc cạn kiệt. Chỉ cần Phục Hy không chạy thoát khỏi huyền quan của tôi, thì hôm nay chỉ là ngày chết của ông ta, mà bây giờ ông ta đã bị quân uy của đệ tử ma đạo khóa chặt mọi hành động, hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi huyền quan của tôi. Không ai nắm rõ tình hình cuộc chiến trong huyền quan, mà thân xác của tôi cũng không có xảy ra điều gì bất thường nào. Nữ đế quay lưng về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua đám sương mù dày đặc. Cậu ta có thể đánh bại được Phục Hy sao? Cung chủ Diêu Trì hỏi. Cô không biết, nếu như cậu ta chết ở đây, mọi chuyện có phải sẽ chấm hết rồi không? Đúng vậy, nếu như cậu ta chết đi, thì tất cả sẽ kết thúc. Chương 1095, Phục Hy vẫn lạc một. Từ lúc Phục Hy tiến vào huyền quan của tôi, Tạ Lưu Vân liền dựa vào lục nhâm M dương kiếm điên cuồng suy luận. Thế nhưng bất kể ông ta nỗ lực thế nào đi nữa cũng không thể suy ra được kết quả của trận đấu. Cuối cùng, Tạ Lưu Vân thở dài một tiếng, thu kiếm lại. Lưu Vân, có thu được kết quả gì không? Đạo Đức Thiên Tôn hỏi. Phục Hy Đại Đế và Tạ Lan đều là đứa con của vận mệnh, sinh tử của bọn họ không phải thứ mà con có thể suy luận được. Khỏi cần suy luận, Tạ Lan nhất định phải chết. Nữ Oa lạnh lùng nói. Cho dù cờ chiêu hồn trong tay ma đạo có bao nhiêu ý chí anh linh cũng không thể bì được với hồn năng vô tận trong sông Vong Xuyên. Hy Đế không thể thất bại, người duy nhất có thể quay lại thế giới này chỉ có thể là Hy Đế. Lời này của Châu Khất vừa dứt, kẻ đang nửa quỳ dưới đất là tôi liền chậm chậm mở mắt. Nữ Oa là người đầu tiên tới nghênh đón, trong đôi mắt tràn ngập niềm vui, bởi vì bà ta không bao giờ có thể ngờ Phục Hy sẽ bại trận. Tạo thế thần vực của Phục Hy bỏ xa thái cổ kiếm vực của tôi, chiến giáp bát quái phù văn cũng không phải là thứ mà trình độ kiếm đạo hiện giờ của tôi có thể đâm thủng. Sau khi hấp thụ hồn năng vô tận trong sông Vong Xuyên, hồn thể của Phục Hy đã sở hữu sinh cơ, thần niệm mênh mông cuồn cuộn. Tính toán thế nào đi nữa, Phục Hy cũng không thể thua. Chỉ đợi tới khi hủy được thần hồn của tôi, ông ta liền có thể khống chế huyền quan, đồng thời tan hết hồn năng, dùng thần niệm cướp đoạt cơ thể của tôi để trọng sinh. Lúc Nữ Oa nhìn tôi cũng đang nhìn bà ta. Tận mắt thấy bà ta từ vui thích tới kinh ngạc, sau đó trong con ngươi liền hiện ra nỗi sợ hãi không thể đong đếm được. Không, không thể nào như vậy được. Nữ Oa kinh hoàng kêu lên, người có cùng tâm trạng với bà ta lúc này đây còn có Châu Khất và Sứ Giả Chiến Tranh. Đạo Đức Thiên Tôn và Tạ Lưu Vân cũng vô cùng kinh ngạc, Giao Chỉ cung chủ há to miệng, không thốt ra nổi một lời. Ngay cả nữ đế cũng ngạc nhiên nhìn tôi, không một ai có thể ngờ được tôi có thể đánh bại Phục Hy, thế nhưng tôi đây chẳng có lấy nửa điểm vui mừng. Chiến giáp bát quái phù văn của Phục Hy bị tôi chém nát, bổn tôn không cách nào trốn khỏi. Mãi cho đến khi hồn năng của ông ta đã cạn kiệt, thần hồn trơ trụi lộ ra dưới kiếm của tôi. Ma đạo tổ sư, đối với rất nhiều người mà nói, thần hồn bị hủy cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết. Thế nhưng ta thì không như vậy. Phục Hy dưới trạng thái thần hồn, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng nói với tôi. Vậy thì sao chứ, tôi tuyệt đối không thể ông thoát khỏi huyền quan của tôi. Phục Hy là đứa con xưa kia của vận mệnh, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi điểm yếu của tôi. Bất luận thế nào, tôi cũng không thể để ông ấy rời khỏi huyền quan của mình. Ra tay đi, ma đạo tổ sư, sau khi tiêu diệt thần hồn của ta, người sẽ biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Dứt lời, một kiếm của tôi liền chém về phía thần hồn của Phục Hy. Thần hồn của Phục Hy vô cùng suy yếu, chỉ thấy ầm một tiếng liền hóa thành vô số mảnh thần niệm nho nhỏ rồi từ từ tiêu tán. Trận đấu cuối cùng đã kết thúc rồi, thế nhưng tôi cũng không vì thế mà cảm thấy nhẹ lòng, bởi vì tôi đã chủ trừ một hồi lâu mà vẫn không nghe thấy bất kỳ thông báo gì từ cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn không chỉ báo tử cho đệ tử ma đạo, trước đây vào lúc ý chí thần hồn của Thái Cổ Nguyệt Ma tiêu tán trong huyền quan của tôi, cờ chiêu hồn cũng đã gửi tin báo tử. Tới giờ tôi vẫn nhớ nỗi thương cảm khi lần đầu nghe tin Nguyệt Ma vẫn lạc, từ đó về sau trên đời này cũng không còn Thái Cổ Nguyệt Ma nữa. Phục Hy là vị thần sáng tạo ra thế giới, là thủy tổ của nhân văn. Bất luận là thần cách hay thần vị so với Thái Cổ Nguyệt Ma đều cao quý hơn rất nhiều. Ông ta chết trong huyền quan của tôi, cờ chiêu hồn không thể không có chút động tĩnh gì. Thế nhưng tôi lại chẳng nhận được tin báo tử từ cờ chiêu hồn. Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy từ trong huyền quan của mình xuất hiện một sự thay đổi nào đó mà bản thân không thể ngờ được, dường như có một cỗ ý chí cường đại phi phàm đang dần được hình thành. Ma đạo tổ sư, người chắc chắn không thể ngờ được ta lại dùng tới phương pháp này để trọng sinh. Âm thanh của Phục Hy vang lên giữa không trung, tôi ngước lên trời, thế nhưng không nhìn thấy gì hết. Nhìn không thấy gọi là Di, nghe không thấy gọi là Hy. Hư tịch huyền diệu, chính là Hy Di. Nghĩ lại những lời mà Phục Hy đã nói trước khi thần hồn tan vỡ, cuối cùng thì tôi cũng biết được bản thân đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Sau khi Phục Hy chết đi, lẽ ra phải thân hóa Hy Di, trở về cùng với trời đất. Thế nhưng bởi vì ông ta chết ở trong huyền quan của tôi, sức mạnh sở hóa Hy Di sau khi chết đi không trở về với đất trời mà lại hóa thành một cỗ ý chí náu trong huyền quan. Điều quan trọng nhất là cỗ ý chí này còn mang theo linh thức của Phục Hy. Nếu như tôi có thể kiểm soát được huyền quan của mình thì có thể để ý chí trực tiếp xông thẳng vào huyền quan rồi cứ thế gạt bỏ hay trục xuất quy khư, tương tự như thế giới ý chí của Côn tại quy khư vậy. Chương 1096, Phục Hy vẫn lạc 2. Thế nhưng đối với huyền quan của mình tôi cái gì cũng không biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ chẳng có cách nào chống lại Phục Hy. Mà đạo tổ sư, tin rằng chẳng mất bao lâu là ta có thể giải được bí mật trong huyền quan của ngươi, tới lúc ấy toàn bộ huyền quan sẽ thuộc quyền khống chế của ta. Phục Hy nói, lịch sử luôn giống nhau khiến người ta phải kinh ngạc, khi xưa cũng nhờ tôi giải được bí ẩn của quy khư mới trở thành chủ nhân của nơi này. Nếu Phục Hy có thể giải được bí mật về huyền quan của tôi, vậy thì nó tất sẽ thuộc về ông ta. Tôi không thể để Phục Hy tiếp tục ở lại trong huyền quan của mình, thế nhưng bản thân cũng chẳng cách nào trục xuất được ông ta. Chính vào lúc ruột dạ rối bời như thế, tôi bỗng nhìn thấy kính tượng ý chí do đệ tử ma đạo sở hóa thành được ghi chép trên cờ chiêu hồn đang tập trung chỉnh đốn áo mũ. Khuôn mặt của họ lộ vẻ mờ mịt, không thể nhìn rõ, thế nhưng mỗi người đều mang vẻ trang trọng nghiêm túc trước nay chưa từng thấy. Chỉnh đốn y quan xong, bọn họ tập trung hướng về phía tôi, quỳ một gối xuống đất. Trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, không rõ vì cớ gì mà bọn họ đột nhiên lại quỳ bái tôi như vậy. Vừa định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện cờ chiêu hồn phía sau đang chấn động kịch liệt. Xoay người lại nhìn, tôi liền thấy ma đạo tổ sư từ cờ chiêu hồn bước ra. Tôi với ông ấy vốn là người cùng một mệnh, nhưng suy cho cùng vẫn không phải cùng một người, vì vậy sau khi ma đạo tổ sư qua đời thì anh linh của ông ấy cũng được thu vào trong cờ chiêu hồn. Giờ đây người bước ra từ trong lá cờ là kính tượng ý chí của ma đạo tổ sư. Tôi đã từng vì kính tượng ý chí của đệ tử ma đạo tiêu tan mà bi thương khôn cùng, giờ đây nhìn thấy kính tượng ý chí của anh linh ma đạo tổ sư hiện thân, nỗi đau trong lòng lớn tới nỗi không cách nào kiềm chế được. Không những vậy tôi còn phát hiện ra, kính tượng ý chí anh linh của ma đạo tổ sư thuộc về bổn tôn ông ấy chứ không phải do ký ức của cờ chiêu hồn sở hóa thành. Đáng tiếc là, tôi vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt này. Kính tượng ý chí anh linh chỉ có thể duy trì dáng vẻ thô sơ của ông ấy trước khi chết. Cho dù không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn cảm nhận được, tôi và ông ấy rất giống nhau. Nhìn thấy ma đạo tổ sư tiến về phía mình, tôi bèn chỉnh đốn áo mũ, quỳ một gối xuống. Tạ Lan bái kiến ma đạo tổ sư. Ma đạo tổ sư bước tới trước mặt tôi liền dừng bước, dường như muốn nhắn nhủ điều gì đó, thế nhưng lại không nói thành lời. Tiếp đó, ông ấy sải bước bước đến trước mặt đệ tử ma đạo, lớn tiếng cất lời, ngũ hành cùng ta tùy ý dạo, tứ hải chúng sinh đều có duyên. Chớ rằng cửa quan vững như thép, cung điện vô danh toàn lời hay. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, đệ tử ma đạo đồng thanh đáp lời, chấn động cả tòa huyền quan. Tiếp đó, ma đạo tổ sư nhấc kiếm chỉ thiên, lại nói thêm một câu, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Giết, theo ánh kiếm của ma đạo tổ sư, hàng nghìn hàng vạn kính tượng ý chí của đệ tử ma đạo bùng lên sát khí ngất trời. Kiếm của ma đạo tổ sư chỉ tới nơi nào, vũ khí của đệ tử ma đạo ở nơi đó. Kiếm của ma đạo tổ sư tượng trưng cho ý chí của ma đạo. Tôi không thể trục xuất ý chí của Phục Hy, thậm chí còn chẳng biết ông ta đang ở nơi nào. Thế nhưng sau khi ý chí của ma đạo tổ sư hiện thân, ý chí của Phục Hy không còn chỗ để trốn, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Bởi vì một tòa huyền quan chỉ có thể dung nạp một loại ý chí. Trong trận chiến ý chí này, tôi không thể can thiệp, cũng không thể đoán được thắng bại. Thời gian trôi đi, tôi nhìn thấy kính tượng của đệ tử ma đạo mỗi lúc một ảm đạm, rồi lần lượt biến mất. Cuối cùng, kính tượng của vị đệ tử ma đạo cuối cùng cũng tiêu tan rồi, chỉ còn sót lại một mình ma đạo tổ sư. Tạ Lan, ta chưa bao giờ hối hận vì tạo ra ma đạo, ta hy vọng ngươi cùng vậy. Lời này vừa dứt, ma đạo tổ sư liền bay lên, thân thể trong không trung hóa thành sức mạnh ý chí thuần khiết nhất, trực tiếp chém giết bản thể ý chí của Phục Hy. Ý chí là thứ không thể nhìn bằng mắt thường, vì vậy mà tôi cũng không biết được tình hình chiến đấu cụ thể. Mãi cho tới khi tôi nghe thấy thanh âm to lớn từ trong lá cờ chiêu hồn truyền tới, vị thần sáng lập Phục Hy đại đế vẫn lạc. Cùng với thanh âm này, trong huyền quan của tôi cũng không sót lại tàn lưu ý chí nào nữa. Ý chí của Phục Hy đại đế đã tiêu vong, mà ý chí của ma đạo tổ sư cũng tiêu vong rồi. Thế nhưng ý chí của ma đạo vẫn chưa tiêu vong, bởi vì tôi hãy còn sống. Trận chiến với Phục Hy trong Huyền Quan đã tiêu tán hết ý chí anh linh trong Cờ Chiêu Hồn, cũng khiến nó mất đi toàn bộ ký ức. Mất đi hết thảy cũng không khiến Cờ Chiêu Hồn trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, so với trước đây nó còn nặng nề hơn bao giờ hết. Trước khi rời khỏi Huyền Quan, tôi nắm chặt lấy Cờ Chiêu Hồn, hướng mặt lên trời hét to, vì ma đạo, Tạ Lan cửu tử bất hối. Chương 1097, Nữ Đế xuất kiếm 1. Phục Hy vốn là đứa con của vận mệnh, cho dù đã bị vận mệnh bỏ rơi, thế nhưng muốn giết ông ta tất sẽ chạm tới nhân quả vận mệnh của bản thân, thiên đạo có thể dễ dàng dung túng để tàn hồn của ông ta vất vưởng suốt bao nhiêu năm nay cũng không phải không có lý do, tất nhiên không phải chỉ vì nể mặt Nữ Oa. Ma đạo tổ sư và tôi là người cùng một mệnh, Phục Hy chết trong tay hai chúng tôi, vừa hay chính là số mệnh đã định. Phục Hy vẫn lạc đồng nghĩa với việc tôi đã chân chính thoát khỏi bàn cờ của thiên đạo. Chừng nào thiên đạo còn chưa thoát khỏi nhân quả, ông ta sẽ không thể nào giáng tai họa nhằm vào tôi được nữa. Đại quân tinh nhuệ của thiên đạo không thể trực tiếp đặt chân tới nhân gian, tứ tướng thần thú cũng phải giữ lại để đối phó với thái cổ tam giới. Về phần mấy kẻ đại năng trong hư không, bọn họ cũng giống như sứ giả chiến tranh, uy lực quá mức cường đại, nhân gian không thể dung nạp. Nhân gian là xiềng xích của thiên đạo, không giải được xiềng xích này, thiên đạo cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của vận mệnh. Trước đây thiên đạo cũng chưa bao giờ thèm để ý tới chúng sinh, thế nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không để nhân gian bị phá hủy. Sau khi đánh bại Phục Hy, trong lòng tôi cũng chẳng có lấy nửa phần vui mừng. Nữ Oa mất đi huynh trưởng một kính yêu của mình, tôi mất đi hóa thân ý chí của ma đạo tổ sư. Một trong một số bạn chưa biết về mối quan hệ giữa Phục Hy và Nữ Oa, Phục Hy, Nữ Oa là hai trong ba vị thuộc Tam Hoàng Ngũ Đế. Theo thần thoại Trung Hoa, hai người này vừa là anh em lại vừa là vợ chồng. Hai người được coi là vị thần sáng thế, tạo ra loài người, sáng lập của văn minh. Nữ Oa rơi vào thống khổ bi thương không thể nào thoát ra, chậm chạp không có bất kỳ phản ứng gì, cũng trong lúc này, sứ giả chiến tranh bước tới trước mặt bà ta nói, Nữ Oa, thân xác của Tạ Lan chỉ còn sót lại một tia sinh cơ. Một câu này của sứ giả chiến tranh đã đánh thức Nữ Oa, giúp bà ta đem toàn bộ oán hận bi thương gom thành ngọn lửa báo thù. Lời này của sứ giả chiến tranh không sai, mặc dù trong Huyền Quan tôi đã đánh bại được Phục Hy, thế nhưng thân xác tôi vẫn như cũ đang rơi vào trạng thái khóa chặt hồn năng, sinh cơ dường như đã cạn kiệt sau trận chiến vừa rồi. Trong Huyền Quan, chỉ cần thần niệm dồi dào thì chiến hồn bất tử có thể thoải mái thi triển thái cổ tam kiếm mà không cần cố kỵ gì. Thế nhưng ở bên ngoài, ngay cả sức lực sử dụng côn lôn tuyết tôi cũng không có. Lúc này tôi vẫn trong tư thế nửa quỳ, ngay cả việc đứng dậy cũng không làm được. Sử giả chiến tranh sẽ không ra tay với tôi, thế nhưng Nữ Oa và Châu Khất thì khác. Tôi vốn tưởng rằng sau khi đánh bại Phục Hy trận chiến này sẽ kết thúc, bây giờ xem lại, trận chém giết này vẫn phải tiếp tục. Không những vậy, trừ khi nữ đế tự mình ra tay, nếu không tôi vẫn sẽ chết trên hoàn hồn nhai. Ý chí chiến đấu của Nữ Oa điên cuồng tăng lên, sát ý trong mắt rừng rực như lửa. Quang ảnh biến hóa, thất thải nghê thường trên người Nữ Oa đã hóa thành bộ yêu liên, một chiến giáp. Là hoa sen yêu, do khí số yêu tộc sở hóa. Yêu tộc bởi vì Nữ Oa phi thăng thiên kiếp mà thất bại hoàn toàn, nguyên nhân lớn nhất là do Nữ Oa đã cướp đoạt toàn bộ khí số của bọn họ. Thân mang chiến giáp yêu liên, tay cầm thánh kiếm của yêu tộc kiếm La Hầu. Trên trời có ngôi sao, tên gọi La Hầu. Truyền thuyết đạo tàng có nói, La Hầu vị thần thủ hộ của yêu tộc vì khí số của yêu tộc tại nhân gian mà sinh. Sinh ra có bốn chi, nửa dưới là thân rắn, thích làm sằng làm bậy, ưa mấy chuyện phản lại đạo nghĩa. La Hầu là một ngôi sao hắc ám, lại trở thành lưu tinh chi vương, tượng trưng cho những điều còn chưa tỏ tường. Đạo tàng coi ngày La Hầu xuất thế là ngày sát sư, trận chiến trên núi Thái M năm xưa, Khương Tuyết Dương cũng bị một tên của A Lê bắn chết vào ngày này. Cảm giác về nguy cơ do kiếm La Hầu mang đến cho tôi cũng không khác mấy Diêu Phượng Hoàng của Phục Hy. Tam giới vẫn luôn đánh giá thấp sức mạnh chiến đấu của Nữ Oa, ngay cả ma đạo tổ sư trước đây cũng không ngoại lệ. La Hầu kiếm vừa xuất, trong nháy mắt Cửu U Nữ Đế liền thay đôi sắc mặt. Điều này rõ ràng cho thấy ngay cả Nữ Đế cũng cảm thấy bị chiến lực của Nữ Oa đe dọa. Nữ Oa nhấc kiếm bước từng bước về phía tôi, mỗi một bước sát khí lại tăng thêm một phần. Tới khi Nữ Oa chỉ còn cách tôi chừng 5 trượng, Nữ Đế đã xuất thủ rồi, thân hình nhoáng một cái liền ngăn lại bước chân Nữ Oa. Lúc trước sứ giả chiến tranh đã từng nói, chỉ cần đánh bại Phục Hy sẽ kết thúc ở đây, cô không cho phép ngươi ra tay với hắn. Nữ Đế nói, ha ha, cái gọi là dừng ở đây chỉ có nghĩa trước khi thiên đạo thoát thân khỏi nhân quả sẽ không giáng tai kiếp cho hắn ta. Thế nhưng ta đây là vì huynh trưởng báo thù, thiên đạo không thể can thiệp. Nữ Oa cười lạnh nói, nếu đã như thế, vậy thì để cô lãnh giáo một chút bản lĩnh kiếm La Hầu của Oa Hoàng bệ hạ. Dứt lời, nữ đế liền tế ra lục đạo luân hồi. Cửu U Nữ Đế, người có biết bản thân đang làm gì không? Châu Khất vô cùng kinh ngạc, nói, chuyện cô làm còn chưa đến lượt ngươi ý kiến. Chương 1098, Nữ Đế xuất kiếm 2. Lục đạo luân hồi ảnh hưởng đến hòa phúc của chúng sinh, người dựa vào lục đạo luân hồi kiếm để quyết đấu với Nữ Oa, rõ ràng là không thèm để ý đến lục đạo chúng sinh. Nếu vì việc này mà làm loạn luân hồi, người có mặt mũi nào để đi gặp hậu thổ nương nương đây? Lời này của Châu Khất khiến Cửu U Nữ Đế trong phút chốc liền rơi vào im lặng. Chiến lực của Nữ Đế rất mạnh, thế nhưng bất luận là 3.000 năm trước hay 3.000 năm sau, Nữ Đế cũng chưa từng chân chính tham gia cuộc chiến phong thần. Nguyên nhân là bởi trách nhiệm của ngài quá lớn, lục đạo luân hồi kiếm không thể tùy tiện muốn dùng là dùng. Thế nhưng Nữ Đế cũng không dừng tay, vẫn ngăn trước mặt tôi giống như cũ. Nữ Đế bệ hạ, lục đạo luân hồi kiếm liên quan đến nhiều chuyện trọng đại, Tạ Lan không xứng để ngài phải như vậy. Tôi nói, nếu không xuất kiếm, cô không phải là đối thủ của bà ta. Nữ Đế thẳng thắn nói, vì một mình ta mà phụ cả chúng sinh, có đáng hay không? Tôi hỏi, cô vì ngươi, vốn không có chuyện đáng hay không đáng, chỉ có bằng lòng hay không? Tôi không thể nói nên lời, chỉ đành phó thác cho cô ấy. Trận quyết đấu giữa Nữ Đế và Nữ Oa vừa bắt đầu đã gây ra thiên địa loạn tượng tại Âm Ti. Thập điện Diêm Quân bước ra khỏi Diêm Vương Cung, tứ đại phán quan bước ra khỏi phán quan ti. Sâu trong 18 tầng địa ngục, Địa Tạng Vương đã lên tới mặt đất. Mạnh bà rời khỏi cầu Nại Hà, thôn Hoang Quỷ, núi Kim Kê, Vọng Hương Đài, các cung dưỡng. Âm Ti 13 trạm đại diện cho lục đạo luân hồi, mỗi một trạm đều rơi vào khủng hoảng vô tận. Kiếm của Nữ Đế không thể tùy tiện sử dụng, sức mạnh lục đạo luân hồi càng không dễ dàng kinh động. Lần rút kiếm này không giống với việc giết chết vạn quỷ chi mẫu trong huyết hải phù đồ, bởi vì huyết hải phù đồ vốn dĩ là nơi lớn nhất trong lục đạo luân hồi. Nữ Đế xuất kiếm giết chết vạn quỷ chi mẫu là phụng theo ý chí của hậu thổ nương nương, cho dù lục đạo luân hồi có ảnh hưởng thì Nữ Đế cũng không vì vậy mà rước lấy nửa phần tội nghiệt. Thế nhưng lần này không giống như thế, Nữ Đế vô cớ lại chiến đấu với Nữ Oa. Chiến ý nổi lên, Nữ Đế và Nữ Oa song song phi lên trời, rời khỏi Hoàn Hồn Nhai. Nữ Oa hóa ra yêu liên chiến giáp, tay cầm kiếm La Hầu. Nữ Đế hóa ra chiến giáp Cửu U, lưng thắt 6 lá hạo kỳ, đại diện cho lục đạo chúng sinh. Một người là chủ cõi U Minh, một người là chủ nhân yêu tộc. Lục đạo luân hồi quyết đấu La Hầu, tôi lặng lẽ vận chuyển ngọn gió phục tô trong huyền quan nhằm hồi phục sinh cơ, tới khi sinh cơ trong cơ thể đã phục hồi được 9 phần, tôi xoay người nhìn Tạ Lưu Vân, hỏi Tạ Lưu Vân, lục đạo luân hồi kiếm của Nữ Đế ảnh hưởng tới phúc họa của chúng sinh lục đạo. Ta nghĩ ngài cũng không mong muốn chúng sinh thiên hạ vì việc này mà gánh chịu tai kiếp. Quả đúng như vậy, vậy thì còn phải phiền ngài giúp đỡ ta. Ngươi muốn làm gì? Giúp ta giải trừ phong ấn hồn năng. Lời này vừa dứt, thần niệm của Sứ Giả Chiến Tranh và Châu Khất đồng thời đều dán lên người Tạ Lưu Vân. Tôi là ma đạo tổ sư, cho dù tôi đã thoát khỏi bàn cờ thì vẫn là cái đinh trong mắt thiên đạo như trước đây. Nếu Tạ Lưu Vân giúp đỡ tôi, tất sẽ chọc phải chỗ cấm kỵ của thiên đạo. Mà Châu Khất và Sứ Giả Chiến Tranh cũng tuyệt đối không để ông ta làm thế. Sứ Giả Chiến Tranh có lẽ sẽ không ra tay, thế nhưng Châu Khất nhất định sẽ động thủ với Tạ Lưu Vân. Tạ Lan, sinh cơ của ngươi đã khô kiệt, cho dù ta có giúp đỡ thì ngươi cũng có thể làm được gì kia chứ. Huống hồ với năng lực của ta mà nói, cho dù có dốc toàn lực cũng chỉ giải được một phần phong ấn hồn năng của Phục Hy mà thôi. Tạ Lưu Vân nói, có thể giải được một phần cũng đủ rồi. Tôi đáp, mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng ta quyết định sẽ giúp ngươi, ngươi muốn giải ấn ở nơi nào. Huyệt Thần Đình, được, Tạ Lưu Vân gật đầu đồng ý, vừa lúc định dùng lục nhâm dương kiếm tìm cách giải trừ phong ấn của Phục Hy, Châu Khất nhanh như điện xẹt đã xuất hiện trước mặt ông ta. Tạ Lưu Vân, quả nhân không cho phép ngươi làm như vậy. Châu Khất nói, chiến lực của Tạ Lưu Vân cũng mới chỉ là đạo tổ, chỗ dựa lớn nhất của ông ấy chính là một bộ lục nhâm dương kiếm có thể suy luận thiên cơ. Mà Châu Khất là trí cường đạo tổ, còn nắm giữ âm khí vô tận của MT. Cho dù ở đây hay bên ngoài, Tạ Lưu Vân đều không phải đối thủ của ông ta. Tạ Lưu Vân bị uy áp thần niệm của Châu Khất ép chặt, không cách nào xuất kiếm. Chính trong lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn vốn một mực trầm mặc liền bước tới bên cạnh Tạ Lưu Vân. Người có tên, cây có bóng. 3.000 năm trước, khi Châu Khất vẫn còn là Trung Ương Quỷ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn đã là nhân đạo tổ sư đại danh chấn động cả tam giới. 3.000 năm sau, Đạo Đức Thiên Tôn vẫn như vậy. Châu Khất đích thực rất mạnh, thế nhưng sau khi ma đạo tổ sư và Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn lạc, Đạo Đức Thiên Tôn vẫn có thể tồn tại giữa nhân gian, chắc chắn phải có chỗ hơn người. Vì vậy, sau khi Đạo Đức Thiên Tôn bước tới bên cạnh Tạ Lưu Vân, Châu Khất nhìn Sứ Giả Chiến Tranh, thấy ông ta không có ý định ra tay bèn chủ động thu hồi thần niệm của mình. Lưu Vân, tiếp tục đi, Đạo Đức Thiên Tôn hờ hững nói. Chương 1099, Sức mạnh vận mệnh 1. Khi Tạ Lưu Vân bắt đầu xuất kiếm thì cũng là lúc trận quyết đấu trên trời xanh diễn ra. Mây trời u ám, âm khí ảm đạm, sát ý lan ra khắp cõi cửu u. Nữ đế xuất kiếm, chúng sinh sáu đạo đều cảm nhận được. Thập điện Diêm Quân vẻ mặt lạnh lùng nặng như đeo đá, tứ đại phán quan cũng lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Mạnh bà rời khỏi cầu nại hà, những sinh hồn muốn qua cầu đều bị kẹt lại, dáng vẻ bàng hoàng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Những kẻ to gan muốn nhân cơ hội này để qua cầu liền bị một ngọn sóng lớn dưới sông Vong Xuyên nơi đầu cầu cuốn thẳng xuống sông. Không uống canh mạnh bà chỉ có thể nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu đựng lạnh lẽo thống khổ trong 3.000 năm mới có thể đầu thai. Nếu không như vậy, kẻ nào cũng có thể qua cầu. Sau khi rời khỏi cầu nại hà, mạnh bà liền tới thần điện U Minh. Nữ đế không ở đây, người có thể thủ hộ đại trận lục đạo luân hồi chỉ còn có mạnh bà thiên tôn. Mạnh bà vừa bước vào đại trận chưa được bao lâu, Địa Tạng Vương Thiên Tôn cũng tiến vào thần điện, chỉ có điều không bước vào trong mà ngồi đả tỏa trước cửa điện. Chưa được bao lâu, uế khí âm sát từ khắp bốn phương tám hướng tụ về phía thần điện. Trong uế khí âm sát ẩn giấu không biết bao nhiêu là oán niệm của những kẻ đã chết đến từ ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Kiếm của nữ đế mỗi lúc một uy mãnh, oán khí tử vong muốn phá hủy đại trận lục đạo luân hồi cũng càng lúc càng mạnh. Địa Tạng Vương Thiên Tôn khoanh chân ngồi trước cửa thần điện tựa hồ như bất động, thế nhưng Hồng Liên Nghiệp Hoa đã hình thành một biển lửa rừng rực cháy trước mặt ông.